Nói ra có lẽ ngươi cũng không tin, nhưng trên thực tế, ta vốn là đối với cái này cái gọi là cái gì bản đồ bảo tàng, là không có hứng thú gì. Có thể vậy Bùi gia người nếu không phải là không có mắt, chạy tới trêu chọc ta, vậy không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể là ngại quá hả? Trần Phi lắc đầu cười, nhìn một mặt kinh ngạc, mềm môi khẽ nhếch thanh xương, nói, bây giờ nếu nó muốn vật thuộc về chủ cũ, vậy ta liền làm một lần nát vụn người tốt đi. Ta xem ngươi núp ở cái này Thanh Long Câu, lánh đời tránh tục, cũng là có nguyên nhân chứ. Vậy đã như vậy, chuyện này ngươi liền chớ theo mù xen vào. Để cho ta cùng những tên kia, cứ việc chơi chơi đi. Trần Phi nhếch mép, cho người cảm giác có tự tin mãnh liệt. Vậy Thanh Sương nghe vậy lần nữa ngây ngẩn, vai phơi bầy, quần lụa mỏng kéo lê trên đất, hai cái cánh tay ngọc khi xương cửa ải tuyết, nhìn Trần Phi, vậy trong đôi mắt đẹp nổi lên nhàn nhạt sáng bóng trong suốt. Yên lặng hồi lâu, đột nhiên quyến rũ chúng xanh cười lên. Ngươi như vậy nhóc con, mới vừa rồi vậy nói chuyện, thật là có chút, giống như một người đàn ông à. Nàng ăn một chút cười lên, thanh âm kia cho người cảm giác hết sức xốp giòn mềm. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi không thể đưa hay không nhún vai một cái, trong lòng dâng lên mấy phần đùa dai tâm tính, đi lên phía trước, ôm Thanh Sương eo, ở đối phương bỗng nhiên ửng đỏ bông tai phía trên phụt ra phụt vô hơi thở. Đặc biệt có xâm lược tính, cười nói, mặc dù ta kêu ngươi Thanh Sương đại nhân, nhưng mà, có mấy lời ta đề nghị ngươi còn chưa muốn qua loa nói nha. Cũng được, lần này trước hết cho ngươi một lần nhắc nhở. Vừa nói, Trần Phi môi lướt qua Thanh Sương lỗ tai, vậy trực tiếp, bá đạo tiếp xúc cảm, trực tiếp là làm vậy Thanh Sương thân thể mềm mại run rẩy. Ngươi làm gì, đi ra, Thanh Sương tô tô thanh âm rất là hốt hoảng, mặt đẹp lật lên ánh nắng đỏ rực. Một trưởng đem Trần Phi đẩy ra. Trần Phi chỉ cảm thấy một cổ kinh người trưởng lực rơi vào ngực hắn, đem hắn đẩy ra, khí huyết một chút cuồn cuộn, thiếu chút nữa buồn bực lên tiếng. Bất quá đã chiếm lớn như vậy tiện nghi, hắn dĩ nhiên là đã, hài lòng. Thanh Sương đại nhân, cái này coi như là đổi trác thành công chứ. Bắt đầu từ bây giờ, vậy bản đồ bảo tàng, là tài sản của ngươi. Trần Phi vừa cười nói, một bên xoay người chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, vậy Thanh Sương gương mặt còn có chút ánh nắng đỏ rực, nhưng hay là gọi ở Trần Phi, cau mày nói. Bài tòa trưởng lão, thật không cần ta ra tay. Đến lúc đó rồi hãy nói. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, nguyên bổn chính là chờ bọn họ tới, ngươi nếu là ra tay, ta trước tất cả hết thảy chuẩn bị, không phải mất đi ý nghĩa. Hơn nữa, ta Trần Phi, không để cho người phụ nữ thay ta đi đầu thói quen. Hắn đi theo lại nhàn nhạt nói. Ngươi xem thường người phụ nữ, Thanh Sương mắt đẹp chừng một cái, mất hứng nói. Không, chỉ là không muốn ngươi như vậy mệt mỏi mà thôi. Tốt lắm, tạm biệt, Trần Phi phất phất tay, biến mất trong bóng đêm. Chỉ còn lại vậy Thanh Sương đứng lặng tại chỗ, yên lặng hồi lâu, khi thì gò má ửng đỏ, khi thì con ngươi lóe lên, khi thì, đột nhiên cười lên, chuông tiếng chuông vang dội, giống như là sắp tháo xuống lưng đeo đã lâu gánh nặng như nhau. Làm một người phụ nữ. Nàng đích xác là hơi mệt chút à. Không nghĩ tới bây giờ lại bị một cái con nít danh nói ra, thật đúng là. Ngày này, Thanh Long Câu một như thường lệ an tĩnh và kiềm chế, trong không khí tràn ngập một loại hết sức làm người ta hô hấp khó chịu không khí. Bùi gia ba đại trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ liền canh giữ ở cái này Thanh Long Câu ra, 10 ngày khí còn chưa tới, cho nên, mọi người chuyện đương nhiên nhận là, cái này tựa như lại nên là một bình tĩnh không có thay đổi cuộc sống. Nhưng ngay khi ngày này, tất cả mọi người nhưng thông qua các loại đường dây, các loại đưa tin, lấy được một cái tin, đó chính là, Trần Phi các người, Thiết Sư Tử Nghiêm Chu cùng với Thương Khôn, Lam Kình, lại chậm rãi đi ra chữ địa số 5 tu luyện đình viện, hướng vậy Thanh Long Câu chi đi ra ngoài. T, thằng nhóc này hắn là điên, hắn không biết bên ngoài, Bùi gia người sẽ ở đó chờ hắn. Hắn bây giờ liền như vậy đi ra ngoài, không phải tự tìm cái chết. Dọc đường. Rất nhiều người nhìn Trần Phi đội ngũ này, đoàn người này, không nhịn được con người co rúm lại, trên mặt hiện ra khó tin hoang đường. Bọn họ có thể không tin, Trần Phi các người không biết, Bùi gia các người ở nơi này Thanh Long Câu bên ngoài trông nom, nhưng bây giờ thì sao? 10 ngày chi kỳ cũng còn chưa tới, bọn họ lại dám đi ra tu luyện đình viện, còn hướng Thanh Long Câu chi đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, rất nhiều người ánh mắt câu đều là đông lại một cái, trong lòng run rẩy. Hôm nay, có thể không chỉ là Thanh Long Câu tu sĩ đang chăm chú nhìn chuyện này, cho dù là phạm vi này mấy ngàn dặm trên đất,
bọn họ ánh mắt, bây giờ cũng đều là di chuyển rời đến cái này Thanh Long Câu tới à. Trần Phi cùng Bùi Gia Ân ân oán oán, sẽ lấy như thế nào một loại cục diện thu chàng. T, bọn họ lại có thể thật dám đi ra ngoài. Đi Thanh Long Câu bên ngoài đi, cái này đã đi rồi một nửa đường. Hai bên đường phố, chen đầy rất nhiều người, nhưng trong đường phố lòng cũng chỉ có Trần Phi cùng với Nghiêm Chu bọn họ. Tất cả mọi người đều vững vàng đi theo, đầu người nhốn nháo, bọn họ muốn biết, Trần Phi các người, có phải là thật hay không dám đi ra ngoài? Sốt cuộc bỏ được ra sao? Cũng vậy, chết sớm, sớm một chút buông lỏng. Vậy Bùi Bằng Tiêu xuất hiện ở cuối đường phố, cười lạnh một tiếng, bàn tay run lên, giữa không trung lại trực tiếp là có một đạo màu tím bầm dấu tay, bỗng hướng Trần Phi đánh tới, đem hắn thân thể bấu vào. Buông hắn ra. Có thể cái này tím bàn tay màu vàng ấn cũng còn không có bấu vào Trần Phi, một đạo thanh âm lạnh như băng, nhưng từ vậy cuối đường phố trên tử lâu xuất hiện. Nguyễn Thanh Long ngồi ở chỗ đó, lạnh như băng nói. Ở hắn bên người, là Viên Thanh Viên Đại Sư cùng với Trúc Lão. Cái trước, lúc này ngay mặt sắc lo lắng nhìn, nhưng không thể làm gì. Thấy tình cảnh này, Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, hướng Viên Thanh. Nguyễn Thanh Long, người có ý gì? Bây giờ ngươi còn muốn can thiệp, vậy Bùi Bằng Tiêu sắc mặt âm trầm, lạnh như băng nói. Một cổ kinh khủng khí thế bộc lộ ra ngoài, hết sức đáng sợ. Bàn về sức chiến đấu, hắn mặc dù biết mình không bằng Nguyễn Thanh Long, nhưng là, hắn bây giờ nhưng mà có dựa vào, có người giúp. Ngươi Nguyễn Thanh Long, lại coi là cái gì? Ngày hôm nay, mới chẳng qua là ngày thứ bảy. Hơn nữa, cái này còn là ta Thanh Long Câu. Một cổ uy áp kinh khủng giống như mưa to gió dữ vậy. Giữa không trung tràn ra khủng bố đến làm người ta kinh hãi uy thế, ùng ùng vang dội, hướng vậy Bùi Bằng Tiêu đè đi. Vậy chúng ta sẽ chờ hắn đi ra, đơn giản chính là đợi thêm 3 ngày mà thôi, đến lúc đó, ta xem ngươi Nguyễn Thanh Long còn có cái gì nói. Vậy già nua thanh âm lạnh như băng vang lên, bất ngờ là vị kia núp trong bóng tối, bị Bùi Bằng Tiêu cũng tôn xưng là thủ tọa, mạnh mẽ tồn tại. Nghe vậy, Nguyễn Thanh Long không nói lời nào. Hắn chỉ để ý cái này 10 ngày sau, hết thảy, đều cùng hắn không có bất luận quan hệ gì. Xem ra ngươi là nhận là chúng ta không dám đi ra ngoài. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt 5 tiếng cười khẽ vang lên, làm tất cả mọi người đều con ngươi rụt một cái, ánh mắt bỗng nhiên vung vẫy, nhìn về Trần Phi. Chỉ gặp Trần Phi chẳng biết lúc nào, trên mặt đã hiện ra hí ngược cười nhạt, nhìn giữa không trung một cái hướng khác. Nhàn nhạt nói, nếu ngươi cảm thấy chúng ta không dám, vậy ngươi muốn không muốn, tiếp tục xem. Vừa nói, chân hắn bước vừa nhấc, tiếp tục dọc theo đường phố hướng Thanh Long Câu chi đi ra ngoài. T, không ít người ngược lại hút khí lạnh, con ngươi khóa. Thằng nhóc này, hắn thật là tới thật. Ha ha, quản không được dám cùng ta Bùi ra đối nghịch, ngươi tiểu bối này, lá gan lại rất lớn. Vậy núp trong bóng tối thủ tọa trưởng lão yên lặng hồi lâu. Đột nhiên cười lên, nhìn Trần Phi chỗ phương hướng, khặc khặc lên tiếng. Bất quá ngươi nếu là dám đi ra, vậy thì thử một chút đi, chúng ta, bây giờ đang ở bên ngoài cùng ngươi. Một cổ kinh khủng khí thế tựa như là chết gió bão vậy tung lên, vậy khoảng cách cuối đường phố 1 mét ra, tấc thước cách, bất ngờ khác nhau trời vực thành là địa ngục kinh khủng cửa vào. Kinh khủng kia hơi thở, làm ra đầu tê dại, không dám nhìn thẳng. Đây chính là Bùi gia lực lượng sao? Thật sự là, quá mạnh mẽ, quá khủng bố. Ha ha, có thể thấy tình cảnh này, Trần Phi nhưng khẽ mỉm cười một cái, bước chân liên ti chút nào ngừng chậm ý nghĩa cũng không có. Thiết sư tử Nghiêm Chu đi theo sau lưng hắn, sau đó, là đổi cả người trang phục Thương Khôn, còn có Lam Kình. Một màn này, làm rất nhiều người con ngươi lại lần nữa xúc ở. Toát ra cực độ ngưng nhiên thần sắc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, một cái chớp mắt không chớp mắt. Rồi sau đó, không lâu lắm, Trần Phi các người thật đi tới cuối đường phố, sau đó, nhấc chân lên, hướng Thanh Long Câu ra đạp đi ra ngoài. Khiến cho được tất cả mọi người lòng cũng theo đó run một cái. Trần Phi, hắn, bọn họ thật đi ra Thanh Long Câu. Bây giờ, hết thảy và ta không có bất luận quan hệ gì. Thấy tình cảnh này, vậy Nguyễn Thanh Long bưng một bình băng thuần dịch uống một hơi cạn sạch, nhìn về bên cạnh Viên Thanh, nhàn nhạt nói. Câu chủ đại nhân, ta, ai? Viên Thanh nghe vậy sắc mặt quấn quýt, khó chịu đến cực điểm, nhưng không có biện pháp, hắn đã làm đến cực hạn. Oanh! Cùng lúc đó,
Thanh Long Câu ra, Trần Phi bước ra vậy kề bên cách trong nháy mắt, giờ khắc này, hắn liền cảm giác được có một cổ áp lực kinh khủng hướng hắn thân thể trấn áp tới. Khí chàng kia, vậy uy thế, thật là khủng bố tới cực điểm. Làm ra đầu tê dại. Nhưng mà, đối với cái này áp lực kinh khủng, vô luận là Thiết Sư Tử Nghiêm Chu, hoặc giả là Thương Khôn, Lam Kình, thậm chí là Trần Phi, cũng không có bất kỳ một người nào, trên mặt có chút nào chập chờn. Giống như, là hoàn toàn đúng bọn họ không có ảnh hưởng gì như nhau. Tiểu súc sinh, ngươi như thế không dằn nổi chạy đến chịu chết, còn thật là khó khăn là ngươi à. Vậy Bùi gia tam trưởng lão Bùi Huyền Đông dẫn đầu đứng lên, mang trên mặt dữ tợn, hí ngược nụ cười, bàn tay run lên, một cổ kinh khủng hắc khí chính là hướng Trần Phi các người đè xuống, tràn đầy đáng sợ. Thấy tình cảnh này, Thiết Sư Tử Nghiêm Chu con ngươi giật giật, nhưng sát theo, có một cổ cường hãn khí cơ đem phong tỏa. Chỉ gặp vậy Bùi gia nhị trưởng lão Bùi Bằng Tiêu mặt lộ vẻ lạnh lẽo nụ cười nhìn Thiết Sư Tử Nghiêm Chu, cười mỉa, nói, ta nghe tam trưởng lão nói qua ngươi, cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là chớ động thủ liền chứ. Nếu không, hai chúng ta đánh, liền động tính quá lớn, vậy không có chút ý nghĩa nào. Nghe vậy, Thiết Sư Tử Nghiêm Chu con ngươi nhanh tránh, nhưng bỗng cười lên, nói, vậy cũng tốt, giống như ngươi mong muốn, ngươi không động thủ, ta cũng sẽ không động thủ. Có thể vậy Bùi Bằng Tiêu nghe vậy nhưng chợt sắc mặt đổi một cái, có chút hơi trầm xuống. Nghiêm Chu thái độ này, làm hắn cảm giác có chút không đúng lắm mà. Oanh! Ngươi có thể hay không cút xa một chút? Có thể nhưng vào lúc này, một đạo có chút hung ác thanh âm vang lên. Chỉ gặp vậy Lam Kình đột nhiên xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, nhìn Bùi Huyền Đông, giữ tận tuét miệng rác, một quyền đập ra, một cổ cực kỳ kinh khủng màu xanh thẳm yêu khí. Lại trực tiếp ngưng tụ thành một cổ văn đầy cổ xưa yêu tộc hoa văn búa nện. Phịch! Một chùy này, nặng nề đập xuống, làm vậy không khí đều tựa như là bị đè ép bằng nhau vậy. Kinh khủng lực lượng khơi thông ở màu đen kia hơi thở trên, không khí bỗng nhiên cấm trệ, vậy Bùi Huyền Đông thấy tình cảnh này, chợt con ngươi rụt một cái. Một khắc sau, một cổ kinh khủng lực lượng trực tiếp là bộc phát ra, yêu khí cường đại tung bằng nhau hắn màu đen kia hơi thở, không chỉ có như vậy. Vậy chung quanh, vậy bốn phương, lại là thật giống như bị rời bằng nhau. Thật sâu sụp xuống 2 đến 3 mét. Rào rào. Ở trong một cái chớp mắt này, toàn bộ trời đất phảng phất đều là yên tĩnh một cái chớp mắt. Bất kể là xa như vậy xa ẩn núp nhìn mọi người, vẫn là Nguyễn Thanh Long, Bùi Huyền Đông, Tư Mã Khôn, Bùi Bằng Tiêu các người. Bọn họ nhìn Lam Kình vậy hùng bá kinh khủng khí thế, đều là con ngươi hơi rụt một cái. Bởi vì là bọn họ lúc này, đã có thể rõ ràng cảm giác được, ở đạo thân ảnh kia trên, lúc này đang tản ra bực nào linh lực kinh khủng chập chờn. Loại ba động đó, bất ngờ đã vượt qua yêu thú cấp 2 hậu kỳ đỉnh cấp tầng thứ. 3. Cấp, yêu, thú, vậy Bùi Huyền Đông nhìn Lam Kình, con người gắt gao nhìn chằm chằm, cơ hồ là một chữ một cái nói. Trong ánh mắt rồi sau đó nổi lên thật sâu khó tin, cùng với tâm tình phiền muộn. Yêu thú cấp 3. Đó là cái gì khái niệm? Đây chính là có thể cùng bọn họ tộc người tu sĩ trúc cơ chân nhân cảnh sánh ngang yêu tộc siêu cấp cao thủ. Thậm chí coi như là ở như vậy cảnh giới chính giữa, cùng cấp tộc người tu sĩ sức chiến đấu, vẫn là phải hơi kém với yêu tộc. Thương Khôn, Lam Kình bọn họ, Lam Kình hắn lại có thể đột phá đến yêu thú cấp 3 tầng thứ. Ở đó một bên, Thanh Long Câu ra, trên tử lâu, Viên Thanh thấy tình cảnh này. Cơ hồ là ngay tức thì cũng đã là sắc mặt ngây dại ra. Giống như bị sét đánh vậy, thật lâu cũng chưa tỉnh hồn lại. Bởi vì là hắn nhưng mà rất rõ ràng, hơn 10 ngày trước, Lam Kình hắn, có thể tuyệt đối vẫn là yêu thú cấp 2 hậu kỳ đỉnh cấp cảnh giới, mà bây giờ, liền vẻn vẹn chỉ là hơn 10 ngày đã qua. T, đợi một chút, chẳng lẽ? Hắn đột nhiên đem mình con người gắt gao rơi vào Trần Phi trên mặt, trong lòng nhấc lên mênh mông sóng lớn, chẳng lẽ nói? Lam Kình đột phá, là bởi vì là Trần Phi Trần Đại Sư. 3. Yêu thú cấp 3. Nói cách khác, đó lại là một vị có thể sánh bằng trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ mạnh mẽ tồn tại. Cái này, đây tột cùng là, cái loại đó đẳng cấp cao thủ, lúc nào đổi được như vậy tràn lan, đổi được giống như là thành cải trắng. Đây chính là hắn dựa vào sao, một vị so Bùi Huyền Đông cũng còn càng lợi hại hơn thần bí trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ. Còn có một vị yêu thú cấp 3. Có thể coi là như vậy, cái này hẳn còn chưa đủ chứ. Không nói vậy núp trong bóng tối cao thủ, liền nói cái này bây giờ,
Tư Mã Khôn đại nhân, nhưng mà cũng vẫn không có động thủ à? Luôn không khả năng thằng nhóc kia sau lưng cuối cùng người nọ, cũng là vị trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ, hoặc là yêu thú cấp 3 chứ? Vậy làm sao có thể? Ta không tin. Nói nhảm, ta khẳng định cũng không tin à. Đám người truyền tới vô cùng xôn xao thanh âm. Hiển nhiên một màn này, đích thực là đem bọn họ rung động đến. Lúc nào, trúc cơ chân nhân cảnh cái loại đó độ cao cường giả, đều được cải trắng. Được a, rất tốt, chúng ta cái này ưng giản hạp, thật đúng là rất lâu cũng không có yêu thú cấp 3 xuất hiện. Bất quá, người nghĩ rõ, thật muốn can thiệp ta Bùi ra sự việc. Bùi Huyền Đông con người gắt gao nhìn chằm chằm Lam Kình, hổn hển, lạnh như băng nói. Người đang uy hiếp ta, một cổ kinh khủng yêu khí, giống như mưa to gió dữ vậy, ở đó trong không khí nổi lên màu xanh thẳm đáng sợ gió lốc lớn, vững vàng phong tỏa ở đó Bùi Huyền Đông trên mình. Lam Kình giữ tợn tuét miệng, uy nghiêm nói. Nếu không ngươi cảm thấy thế nào, vậy Bùi Huyền Đông thu hồi màu đen hơi thở, gương mặt hết sức vặn vẹo, da mặt băng hàn lay động, nói. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, hướng phía trước đi ra, khiến cho được tất cả mọi người tại chỗ con ngươi tất cả đều rụt một chút. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chạy trốn, Bùi Huyền Đông uy nghiêm nói. Trốn, Trần Phi khinh thường nhìn hắn, vậy không đáp lời. Mà là thẳng từ hắn bên người từ từ đi qua, sát vai mà qua. Mà Thiết Sư Tử Nghiêm Chu, Lam Kình, cùng với Thương Khôn, đều là đi theo ở Trần Phi sau lưng, từ từ đi, hướng xa xa đi tới, không bằng xa hơn bát ngát hoang dã vùng. Đây phảng phất là một cái tín hiệu, Bùi gia, muốn cầm ta Trần Phi. Tốt lắm, vậy thì tới đi, ta chờ. Tiểu súc sinh, ngươi là tìm chết, vậy Bùi Huyền Đông trực tiếp là nổi giận. Cả người màu đen hơi thở cuồng trào, hình thành làm người ta kinh hãi vài mét rộng rãi bộc bố trí, rơi xuống xuống, dắt kinh khủng lực lượng, làm vậy không khí, đều tựa như là đang rung rung. T. Cảm nhận được một màn này, màu đen kia hơi thở cường hãn, rất nhiều người cũng chỉ cảm thấy linh hồn cũng hơi run một chút hạ, chẳng qua là một món tràn ngập mà qua uy áp, cũng để cho bọn họ có dũng khí kinh hãi cảm giác, mà vậy, mới là Bùi Huyền Đông như vậy trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ chân chính thực lực. Điều này thật sự là quá kinh khủng. Hừ, nhưng sau đó nhưng là một đạo nặng nề hừ lạnh một tiếng vang lên, vậy giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện liền nếu như là gió bão vậy kinh khủng màu xanh thẳm yêu khí, kích động, điên cuồng gào thét, đánh thẳng vào, đem màu đen kia hơi thở trực tiếp là lật. Lão già kia, ngươi nếu là muốn đánh, ta cùng ngươi. Lam Kình con ngươi lộ vẻ được vô cùng là uy nghiêm, liếm môi một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Huyền Đông. Tràn đầy sát khí, nói. Hiện nay Trần Phi ở hắn lòng hạng mục chính giữa địa vị, nhưng mà so thiên tiên cũng còn trọng yếu hơn. Ban cho hắn tân sinh. Ngươi cảm thấy ta Bùi Huyền Đông sợ ngươi sao? Giờ khắc này, vậy Bùi Huyền Đông giữ tợn thanh âm nổ vang, một cổ kinh khủng khí thế sau đó bày khắp giữa không trung. Xa xa mọi người rối rít con ngươi kinh hãi, thân thể rối rít bạo lui. Loại cấp bậc này chiến đấu, tuyệt đối là kinh người. Nếu như ảnh hưởng đến bọn họ sợ rằng sẽ hài cốt không còn. Đây chính là yêu thú cấp 3 sao. Ta xem hắn liền cảnh giới cũng còn không có củng cố lại, lại có thể cùng Bùi Huyền Đông Bùi đại nhân như vậy uy tín lâu năm trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ thách thức. Điều này thật sự là, quả thật quá kinh người. Ta biết hắn, đó là đảo thương Lam nhị đảo chủ Lam Kình, hơn nữa đảo thương Lam đại đảo chủ Thương Khôn cũng ở đây. Đảo thương Lam, Thương Khôn, Lam Kình. Ngươi nói là Vân Long Sơn bên kia. Không sai, là bọn họ. Có thể bọn họ, ta nghe nói bọn họ cũng không là yêu thú cấp 2 hậu kỳ đỉnh cấp sao. Bây giờ cái này, hoặc giả là bởi vì làm cho này Lam Kình vận khí tốt, đột phá chứ. Chẳng qua là, bọn họ tại sao phải đứng ở đó Trần Phi bên này, dám trêu chọc Bùi ra, không muốn sống sao. Đúng vậy, hắn bây giờ loại này cử động, hoàn toàn là đang cùng Bùi ra đứng lên phía đối lập. Đừng hắn nói bây giờ chỉ là mới vừa bước vào yêu thú cấp 3 tầng thứ, coi như là đứng vững vàng, thì có thể làm gì? Không giống nhau là thất bại sao? Có thể, nhưng vì cái gì thằng nhóc kia đến bây giờ cũng còn như vậy khí định thần nhàn? Chẳng lẽ hắn còn có thể có bài tẩy gì sao? Dám như vậy khoe khoang, ngay trước Bùi ra nhiều như vậy cao thủ tuyệt thế mặt mà, đi ra thanh long câu. Chỉ là loại này cử động, chỉ sợ cũng có như vậy chút khiêu khích và tuyên chiến ý vị. Đám người một hồi bàn luận sôi nổi, thanh long câu rất nhiều đạo thân ảnh đều đã lóe ra tới,
theo sát, rất sợ bỏ lỡ trận đại chiến này. Hối hận không kịp. Tuy nói Trần Phi bọn họ bên này, bây giờ còn chiếm cứ tuyệt đối hoàn cảnh xấu, có thể một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp cao thủ, và một đầu yêu thú cấp 3, như vậy sức chiến đấu, chung vào một chỗ, cũng không phải ăn chay à. Ai dám khinh thường? Đột nhiên, một đạo nặng nề tiếng vang vang lên, toàn bộ chu vi mấy trăm thước trong không khí, tựa như đều có chút bị đè ép sạch sẽ, sụp xuống, một đạo lưu quang xuất hiện. Thi khí tràn ngập, ngăn trở ở Trần Phi trước mặt, tung lên cuồng như vậy khí thế và khí thế, làm người ta chợt biến sắc. Là Tư Mã Khôn đại nhân, thấy rõ vậy lưu quang chính giữa bóng người, khiến cho được xa xa rất nhiều người cũng trong lòng hơi run một chút chiến. Tư Mã Khôn, danh tự này mặc dù ở Bùi Bằng Tiêu, Bùi Huyền Đông cùng trước mặt người, không phải rất đáng chú ý, nhưng là... Thì có ai dám chân chính khinh thị vị này Thanh Long Câu lúc đầu ba đại tán tu một trong, một vị chân chân chính chính trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ. Tư Mã Khôn hôm nay người mặc chiến bào, nạm khô lâu, xương trắng dày đặc, thả ra lạnh người thi khí, cầm trong tay xương trắng khô lâu dao, ngăn cản ở trước mặt, xâm nhiên con người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, thanh âm ở hoang dã ở giữa vang vọng không nghỉ. Nếu là sớm biết biết nháo thành giống như ngày hôm nay như vậy, ban đầu, ta chỉ sợ cũng sẽ thay đổi chủ ý, không đi trêu chọc ngươi. Hắn lời này là đối Trần Phi nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ cũng hơi yên lặng lại, ánh mắt run rẩy, yên lặng đáng sợ. Có thể để cho một vị trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ nói ra những lời này, cũng coi là kinh người. Bây giờ nói những thứ này thật giống như không có ích gì liền à. Đã, Trần Phi nâng lên cằm, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi bình thản nhìn đối phương, đột nhiên cười lên, nói. Trên thực tế, hắn cùng cái này Tư Mã Khôn giữa cửu hận cũng không có lớn như vậy, chỉ tiếc, bây giờ một con đường đã bắt đầu đi tới tối. Còn muốn đổi ý, cũng đã đổi được khó khăn một chút. Đích xác, hiện đang nói gì đã đều vô dụng, ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ còn có trở mặt vốn. Đàng hoàng cùng chúng ta đi, như vậy, có lẽ đến cuối cùng, còn có một cái ngươi còn sống hy vọng. Vậy Tư Mã Khôn cũng không tức giận, nhìn Trần Phi, bình thản nói nói. Ngươi phân tính còn chưa đủ, Thiết Sư Tử Nghiêm Chu đột nhiên mở miệng nói. Vậy những lời này nếu là đổi thành ta Bùi Bằng Tiêu mà nói đâu? Xa xa, một đạo thanh âm lạnh như băng cuồn cuộn bồng bềnh tới, khiến cho được đám người lòng lại sau đó nhảy lên một cái. Bùi Bằng Tiêu chậm rãi đến gần, bước chân cách mặt đất có một mét cao, mắt nhìn xuống Trần Phi, lại nhìn Thiết Sư Tử Nghiêm Chu, lạnh lùng nói. Bùi gia nhị trưởng lão, Bùi Bằng Tiêu. Rất nhiều người trong lòng cũng không nhịn được run rẩy, Bùi Bằng Tiêu, Bùi gia nhị trưởng lão, người này quá mạnh mẽ, sâu hơn với Bùi gia tam trưởng lão Bùi Huyền Đông, đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp. Nhân vật như vậy, há sẽ phân tính còn chưa đủ. Trọng yếu hơn chính là, mọi người còn không có quên, vậy âm thầm, còn có vị đủ để có tư cách cùng Nguyễn Thanh Long Nguyễn Đại Nhân đối thoại, tranh phong cường giả thần bí. Vị kia, có lẽ mới là Bùi gia chuyến này chân chính người chủ đạo. Trần Phi bên này, thần bí này trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ coi như là lợi hại hơn nữa, có thể cùng cái loại đó tuyệt thế nhân vật tương đương sao. Hiển nhiên, rất nhiều người đều không tin à. Giao người đi, Bùi Bằng Tiêu nhìn sắc mặt bình thản Thiết Sư Tử Nghiêm Chu, con người trầm một cái, nhàn nhạt nói. Nhường đường đi, Thiết Sư Tử Nghiêm Chu bình thản lên tiếng, híp mắt, nói. Ngươi, vậy Bùi Bằng Tiêu con ngươi lạnh lùng híp một cái, có chút lạnh nhạt. Ánh mắt nhìn chằm chằm Thiết Sư Tử Nghiêm Chu, chậm rãi nói, xem ra, ngươi là quyết định chủ ý muốn cùng ta Bùi gia không qua được. Vậy đã như vậy, ta đây muốn xem, ngươi có hay không như vậy tư cách. Vậy Bùi Bằng Tiêu răng trắng hếu, một cổ tím xanh sắc mênh mông khí thế cuốn sạch thiên địa, uy áp vô cùng đáng sợ, làm ra đầu tê dại đứng lên. Thần sắc sợ hãi. Ngươi có thể thử một chút, Thiết Sư Tử Nghiêm Chu bàn tay một phen. Vậy bánh xe màu vàng kim viên mãn xuất hiện, tràn ngập kim mang, hiện lên mênh mông hơi thở, làm người ta sợ hãi, lời nói thanh âm lạnh lẽo vang dội vân không. Hừ. Vậy Bùi Bằng Tiêu trực tiếp là trùng trùng hừ lạnh một tiếng, hất tay một cái, một cổ kinh khủng tím xanh sắc huyết khí lực lượng ngưng tụ thành một cái bàn tay, đem vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu bao lại, hung hăng nắm chặt, một phung, cưỡng ép đem từ vị trí cũ lôi đi. Mặt đất có sâu đậm dấu vết. Làm ra đầu rét một cái, rợn cả tóc gáy.
Loại cấp bậc này lực lượng thật sự là quá làm bọn họ cảm thấy run sợ. Ha ha, vậy Tư Mã Khôn phát ra bình thản tiếng cười khẽ, nhìn Trần Phi, giống như là cá trong chậu, hoàn toàn bỏ quên còn đứng Trần Phi bên cạnh Thương Khôn. Con người run lên, liền gặp hắn hí ngược nói. Ta biết, ngươi thực lực vậy cũng không tệ lắm, đáng tiếc, ở ta Tư Mã Khôn trước mặt, vẫn là có chút không quá đủ. Vậy Tư Mã Khôn càng vừa nói, càng lập tức bóng người chớp mắt, xuất hiện ở Trần Phi trước mặt không tới 3 mét khu vực, trong tay xương trắng khô lâu giao hóa là một cái hô xì xì ngưng tụ thành to lớn cốt chảo, cực kỳ to lớn, chợt hướng Trần Phi bắt đi. Keng! Có thể nhưng vào lúc này, một đạo thanh thúy chói tai vang vang tiếng vang lên, lau một cái lục quang hiện lên, lấy sấm sét không kịp bịt tai thế, đánh vào hắn vậy lớn vô cùng dữ tợn cốt chảo trên, ngay tức thì Tư Mã Khôn cũng cảm giác được một cổ áp lực kinh khủng nghiêng tập kích tới, làm hắn đổ lui ra ngoài. Mà vào lúc này ở giữa, hắn rõ ràng thấy Trần Phi như cũ đứng ở đó tại chỗ, nhưng tựa như ở một cái thế giới khác, kể bên cách, mặt lộ vẻ khinh thường cùng hờ hững nhìn hắn. Ai, vậy Tư Mã Khôn nhất thời sắc mặt hổn hển đứng lên, quát lạnh một tiếng, nhìn Trần Phi chỗ ở phương hướng nổi lên một vẻ dữ tợn, hung ác vẻ. Nhưng sau đó, hắn vậy tràn đầy thi hàn con ngươi, nhưng chợt cứng đờ, rụt một cái. Sau đó, liền gặp có chút ánh mắt không thể tưởng tượng rơi xuống Trần Phi sau lưng, vậy cúi đầu, mặt không cảm giác, trong tay nhưng cầm một bụi trúc xanh Thương Khôn trên mình, giọng kinh nghi bất định, là ngươi. Thương Khôn không đáp lời, yên tĩnh đứng ở nơi đó. Mà chỗ xa kia người, nhưng lần nữa rơi vào yên tĩnh như chết. Cái này, có thể ngăn trở Tư Mã Khôn đại nhân công kích, chẳng lẽ, không thể nào. Ta biết hắn, hắn là đảo Thương Lam đại đảo chủ, Thương Khôn. Hắn chẳng lẽ vậy cùng Lam Kình như nhau? Ngươi nói là, tê, cái này không thể nào chứ, làm sao có thể? Đám người lại lâm vào một hồi xôn xao trong, người sắc mặt vô cùng kinh hãi, khó tin. Cái này luôn không khả năng, lại là một đầu yêu thú cấp 3 đi. Chỉ là nghĩ như vậy, rất nhiều người cũng có chút không nhìn được sau lưng lạnh cả người, lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, cũng là tràn đầy kinh hãi. Thằng nhóc này, hắn kết quả là người nào à? Lại có thể có nhiều như vậy mạnh đại cao thủ bảo vệ, đi theo ở hắn bên người, hắn, có như vậy tư cách sao? Nếu là thật có nói, giả thần giả quỷ đồ, nhưng vào lúc này, vậy Tư Mã Khôn quát lạnh một tiếng, mặt đầy dữ tợn, cả người thả ra kinh khủng thi hàn lực, trong tay xương trắng khô lâu dao lại lần nữa khôi phục nguyên hình, một dao chém xuống, bất ngờ là hướng Thương Khôn chỗ ở phương hướng đi. Mà đây một dao, chỉ là xuất hiện, cũng đã là làm người ta cảm giác được không có thể tưởng tượng. Bởi vì là quá mức cường hãn, quá mức đáng sợ, liền vậy không khí, đều tựa như là bị một đao này thi hàn đao khí, cho trực tiếp bốc hơi khô. Mà cái loại đó rung động tình cảnh, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Bất quá, cũng chính là vậy một dao sắp chân chính rơi xuống lúc hậu, vậy cúi đầu, đứng ở Trần Phi sau lưng Thương Khôn. Lại đột nhiên cặp kia già nua trong con ngươi lóe lên một đạo làm người sợ hãi chùm ánh sáng. Rồi sau đó, một cổ kinh khủng yêu khí thế từ trong cơ thể hắn sinh ra, ngay sau đó một màn kia xanh biếc, liền trực tiếp là do trong tay hắn kích động đi ra ngoài, tạo thành một đạo liền xanh lơ sán gió lốc lớn, trực tiếp là đem vậy vô cùng kinh khủng một dao đao thế cho đánh thành hư vô. Phịch! Vậy cách mặt đất mấy chục thước trên bầu trời, hai cổ lực lượng ầm ầm ở giữa chèn ép nổ bể ra. Hình thành sóng trùng kích rung động, thi khí bao quanh thúy quang, không ai nhường ai, bốn tản ra, làm rất nhiều người cũng sắc mặt kinh biến đẩy ra. Đây nếu là bị ảnh hưởng đến, không chết, không nặng tổn thương mới là lạ. Nhưng ở như vậy cảnh tượng chân chính xuất hiện sau đó, rất nhiều người, đều hô hấp biệt trụ. Ánh mắt run run, yên lặng đáng sợ. Ngươi, mà vậy Tư Mã Khôn cũng là con người dày đặc nhìn chằm chằm Thương Khôn, sắc mặt vô cùng là âm nặng. Hồi lâu sau, mới gặp hắn cực kỳ âm trầm mở miệng, nói thật là không có nghĩ đến à. Lúc nào, cái này yêu thú cấp 3, đổi được như vậy không đáng giá. Hắn mới vừa rồi vậy một dao, là chân tránh không có bất kỳ nương tay, có thể Thương Khôn, lại có thể như vậy mây thưa gió nhẹ tiếp, cái này ý vị như thế nào, đã hoàn toàn không cần nói cũng biết. Trừ yêu thú cấp 3 những quái vật kia, những người khác, có mấy cái có thể làm được. Thật sự là yêu thú cấp 3, cái này lại có thể lại là một đầu, yêu thú cấp 3. Người nọ nhóm trong mắt lại hung hăng rụt một cái,
hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Một màn này, thật sự là có chút đem bọn họ dọa cho đến. Tựa như cùng vậy Tư Mã Khôn đại nhân nói, lúc nào, cái này yêu thú cấp 3, đổi được như vậy không đáng giá. Ngươi không biết sự việc, còn rất nhiều. Thương Khôn lãnh đạm thanh âm vang lên, trong chốc lát, vậy Tư Mã Khôn chỉ cảm thấy có một cổ kinh khủng yêu khí uy áp hướng mình cuốn tới. Hơn nữa, vẫn còn cho người cảm giác đặc biệt đáng sợ. Phải biết, ban đầu ở yêu thú cấp 2 đỉnh cấp thời điểm, hắn Thương Khôn, thì phải so Lam Kình lợi hại, mà bây giờ, thành công trở thành yêu thú cấp 3, hắn Thương Khôn, cũng giống vậy là so Lam Kình lợi hại hơn không thiếu. Cút ngay, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Rồi sau đó liền gặp hắn nhìn vậy Tư Mã Khôn, lạnh lẽo nói, kinh khủng yêu khí thành là sấm sét nổ ầm, rung động mây xanh. Để cho ta cút ngay, còn tự gánh lấy hậu quả. Vậy Tư Mã Khôn mặc dù đối với yêu thú cấp 3 kiêng kỵ, nhưng dẫu sao giàu gì cũng là thành danh đã lâu trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ, nghe lời này một cái, cũng là không khỏi được giận dữ mà cười. Đây là thật đem hắn Tư Mã Khôn, làm là trái hồng mềm, tốt bóp, đúng không? Rồi sau đó liền gặp gò má âm trầm hung hăng nhìn một cái Trần Phi, vậy tràn đầy thi hàn ánh mắt, lại rơi xuống Thương Khôn trên mình, nói, xem ra ngày hôm nay, ngươi là thật muốn nhảy vũng nước đục này, đúng không? Phải thì như thế nào? Dám hướng ta Thương Khôn chủ nhân động thủ, ngươi là thật cảm thấy, ngươi có mấy cái mạng có thể sống. Thương Khôn ánh mắt lạnh như băng, đối chọi tương đối gay gắt, lạnh lùng nói. Chủ nhân, nghe vậy vậy Tư Mã Khôn trực tiếp là con người hung hăng rụt một cái, ánh mắt run run, tựa hồ, có chút rất khó lấy tiêu hóa những lời này. Đường đường yêu thú cấp 3, lại có thể sẽ tự nguyện thành là người khác nô bộc. Cái này, loại chuyện này. T, không chỉ là hắn, ở chỗ xa kia, rất nhiều người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, dùng sức giam trước mình lỗ tai, một lúc sau, mới gặp bọn họ hung hãn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trên gương mặt hoảng sợ làm sao cũng không che giấu được. Chủ nhân. Một đầu đường đường yêu thú cấp 3, lại có thể thật sẽ nhận người làm chủ, hơn nữa, vẫn là như vậy một cái thằng nhóc tuổi quá trẻ. Còn biết có chuyện gì, có thể so với đây càng thêm hoang đường. Càng làm cho người ta thêm khó tin, hơn nữa không tưởng tượng nổi sao. Toàn bộ giữa trời đất, yên tĩnh không tiếng động, không chỉ là vậy Tư Mã Khôn và xa xa mọi người rung động thất thanh. Coi như là vậy càng xa xa Nguyễn Thanh Long, thậm chí là đang tại đại chiến Bùi Bằng Tiêu, Bùi Huyền Đông các người, đều là vào lúc này kinh hãi không thôi. Hiển nhiên, Thương Khôn một câu nói này phân tính, thật đã là triệt triệt để đem bọn họ cho rung động đến. Oanh! Người đâu? Người chẳng lẽ cũng vậy? Vậy Bùi Huyền Đông một cổ kinh khủng lực lượng đem Lam Kình đánh vỡ, con người một cái chớp mắt không chớp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm, hỏi. Thậm chí thứ lời đó mới vừa hỏi lên, hắn liền theo bản năng không nhịn được thanh âm run lên. Bởi vì là, cái này nếu là thật và hắn phỏng đoán vậy. Nếu không ngươi cho là thế nào, dám đối với ta Lam Kình chủ nhân ra tay, mấy người các ngươi, thật đúng là chán sống. Lam Kình bướng bỉnh cười lạnh thanh âm ở giữa không trung vang vọng, làm vậy mọi người nghe lại là run sợ, cả người cứng ngắc. CMN, người điên, thật là hai cái người điên, quả nhiên. Súc sinh chính là súc sinh, thích bị người nô dịch căn tính căn bản là không đổi được. Vậy Bùi Huyền Đông nghe vậy tức miệng mắng to, sắc mặt âm lãnh, trong lòng, nhưng ở có chút run rẩy. Oanh! Lão tạp mao, ta xem ngươi cái miệng này, là thật có chút không muốn. Tốt lắm, nếu ngươi không muốn, vậy ta giúp ngươi xé nó. Miễn phí, Lam Kình con ngươi chợt run lên, lộ hung quang, yêu khí lửa gạt trời, đem vậy Bùi Huyền Đông cuộn sạch. Hắn bây giờ, là càng đánh, thực lực liền càng lợi hại liền à. Liền cái này Bùi gia tam trưởng lão, Bùi Huyền Đông, cũng sắp có chút không ngăn được hắn. Cùng lúc đó, bên kia, vậy Tư Mã Khôn chặt chẽ nhìn chằm chằm một mặt cười nhạt, nhưng lại lộ vẻ được là chuyện đương nhiên Thương Khôn, hồi lâu sau đó, mới có khàn khàn thanh âm, từ hắn vậy răng may bây giờ thổ lộ, CMN, người điên. Thật là một đầu không đầu óc người điên. Với hắn mà nói. Có thể thành là một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ, vốn là một bước lên trời, bước vào một tầng khác cùng thế giới sự việc. Mà bây giờ, Thương Khôn cùng hắn như nhau, đồng loại một tầng thứ, chính là một đầu yêu thú cấp 3, thậm chí bàn về sức chiến đấu, thiên phú, tiềm lực nói, còn có thể là so hắn Tư Mã Khôn cường đại hơn, lợi hại hơn.
có thể coi là như vậy chứ. Có thể coi là như vậy, Thương Khôn loại này vô cùng cường hãn yêu thú cấp 3, lại có thể cam nguyện thành là người khác nô bộc, cái này bất kể là tự cam đọa lạc cũng tốt, người điên cũng được. Nhưng có thể tưởng tượng được, coi như là đối với hắn cái này trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ, đánh vào là có bao nhiêu rung động, biết bao to lớn. Ngay sau đó, đối mặt với Thương Khôn vậy trong con ngươi lạnh lùng sát thái nhìn chăm chú, còn nữa, Trần Phi vậy từ đầu đến cuối cũng không mặn không lạt, vân đạm phong khinh vẻ, lúc này, coi như là hắn Tư Mã Khôn, cũng là chân chính bắt đầu có chút luống cuống. Trong lòng dâng lên tí ti hối hận, hắn nguyên lấy là, lần này có Bùi Gia Đỉnh ở trước mặt, coi như là Trần Phi thằng nhóc này yêu nghiệt đi nữa, vậy khẳng định chỉ có thể là bị bắt vào tay, nhưng bây giờ kết quả nhưng... Cút ngay, chớ cùng con chó như nhau, ở nơi này cản đường. Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên lên tiếng, thản nhiên nói. Có chút không nhịn được. Hừ, ta cũng không tin, coi như là yêu thú cấp 3, lại có thể như thế nào. Vậy Tư Mã Khôn nghe vậy chợt thần sắc cứng đờ, tâm hỏa xông ra trong cơ thể, trong mắt phun lửa, diễn cảm dữ tợn. Biết không cách nào, nói gộp lại, hắn cũng không khả năng nói gì dừng tay, cũng không dám do dự. Tay áo bảo vung lên, nhất thời kinh khủng thi hàn khí tràn ngập ra, vô cùng là kinh người. Hống! Bỗng nhiên lúc này, vậy đầy trời thi hàn khí chính giữa, truyền ra gầm thét tiếng, chỉ gặp kỳ sổ trăm đầu cả người chảy xuôi hắc quang cương thi, dương nanh múa vuốt bạo bắn ra, người như kim thiết, răng chỉ sắc bén, khí thế cường hãn. Cơ hồ vậy mỗi một đầu hắc cương trên mình, đều có vô cùng là cường hãn chập chờn tản mát ra. Những thứ này hắc cương đều là cương thi trong dị chủng, do hắn những năm gần đây, không biết mất nhiều ít tâm tư và tâm huyết, chú tâm luyện chế và luyện hóa thành. Vô cùng cường hãn, nhất là đầu lĩnh kia một cái, coi như là bình thường mới vào trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ thấy, cũng đều sẽ bó tay. Liên loại vật này, vậy không biết xấu hổ lấy ra. Có thể ở thấy tình cảnh này, vậy Thương Khôn quả thật châm chọc cười lên. Rồi sau đó... liền gặp dưới chân dâng lên một hồi thúy quang, hóa là như lôi đình đại dương, đùng đùng, trong tay bích quang trúc trực tiếp là giống như chùm ánh sáng vậy bạo bắn ra. Oanh! Vậy bích quang trúc ở giữa không trung trực tiếp là nổ tung, thành là như lôi đình, xanh tươi đại dương, ào ào, ở đó sấm sét thúy quang trong đại dương chính giữa, còn có một đạo tương tự với hắc động vậy quả cầu xuất hiện, đếm không hết lục quang bắn ra. Những cái kia lục quang tựa như là xiềng xích vậy. Trực tiếp là xuyên thấu giữa không trung, đem vậy mấy trăm đầu hắc cương cho toàn bộ quấn quanh. Đáng chết, thấy tình cảnh này vậy Tư Mã Khôn sắc mặt chợt đổi một cái, vô cùng âm trầm, không nghĩ tới Thương Khôn cái này mới vừa thành là yêu thú cấp 3 người, lại có thể sức chiến đấu thật có thể như thế cường hãn, cũng có thể cùng hắn đối kháng. Mà ở chỗ xa kia, không ít người nghe được Tư Mã Khôn câu này, đáng chết, đều là không nhịn được trong lòng run lên, ánh mắt đưa mắt nhìn đứng ở đó trông chờ Trần Phi. Một cái nhìn như vậy tuổi quá trẻ người, coi như là nghi phải một vị lợi hại luyện đan sư, có thể, lại có thể đưa tới kinh khủng như vậy cục diện, chiến trận, tất cả đều là trúc cơ chân nhân cảnh trở lên cao thủ xuất hiện. Ở bọn họ mảnh đất này lên, thật sự là đã cực kỳ lâu cũng không có phát sinh qua đáng sợ như vậy động tĩnh. Mà hết thảy các thứ này, cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì là hắn một người. Hống, hống, hống. Đột nhiên. Vậy bị lục quang toàn bộ vững vàng khóa lại hắc cương điên cuồng gầm hét lên, thi khí lăn, vô cùng dữ tợn, dãy dụa làm vậy xiềng xích vậy lục quang vang 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 rội. Chỉ gặp vậy Tư Mã Khôn sắc mặt phiền muộn chợt tiến lên một bước, một dao vung xuống, lại trực tiếp là đem lục quang kia cho chém. Kinh khủng chấn động quang ba mà là trực tiếp là lan tràn đi ra, kích động ra mấy trăm mét. Mà như vậy một màn, nhất thời liền gặp Thương Khôn sắc mặt nhẹ đổi một cái. Lại lần nữa nhìn về Tư Mã Khôn ánh mắt, vậy thoáng nhiều hơn tới một ít ngưng trọng. Tuy nói hắn hiện nay đã lột xác, xưa không bằng nay, có thể đối thủ kia, vậy còn không phải là ăn chay à? Hừ, Thương Khôn hừ lạnh một tiếng, bàn tay vạch qua, vậy bị chém đứt vô số lục quang lại lần nữa thật nhanh ngưng tụ, thành là một cán thanh tịnh lục trúc, chập chờn rực rỡ, muôn màu muôn vẻ, hướng phía trước chính là hung hăng đánh xuống. Tại một chớp mắt kia, không khí hoàn toàn đều bị chen diệt sạch sẽ. Cùng lúc đó vậy Tư Mã Khôn nhất thời sắc mặt biến đổi đứng lên, hắn ánh mắt nhắm lại, trong đầu giống như là cảm giác được mình cái này cả người thi hàn khí, đã hoàn toàn bị lọc sạch, lâm vào ảo giác chính giữa.
Mà ở thấy tình cảnh này, Thường Khôn con người chợt chớp mắt, mắt lộ ra hung quang, bước chân nhưng hướng phía trước bước ra, mỗi bước ra một bước, vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung thanh tịnh lục trúc cũng trực tiếp là thả ra một đạo chói mắt xanh lơ màu xanh lá cây chói lọi, trọng hợp chung một chỗ, trong phảng phất có một loại chấn động thanh, hướng vậy rơi vào ảo giác chính giữa Tư Mã Khôn hung hăng rơi xuống. Vèo. Nhưng vào lúc này, vậy Tư Mã Khôn chợt cả người khí thế một tăng, trong mắt mở ra, bắn ra lăng liệt hào quang, từ vậy ảo giác chính giữa tỉnh hồn lại. Có thể ở sau đó, hắn trên mặt thần sắc cũng đã là đột nhiên biến hóa đứng lên, đổi được kinh hoàng và khó khăn xem. Kinh khủng xanh lơ màu xanh lá cây chói lọi trùng trùng đập xuống ở trên người hắn, lực lượng kia, trực tiếp là ở hắn trên người nổ tung, thì hàn khí ngay tức thì rối loạn, tan vỡ, nổ, khiến cho được hắn ra thịt tách ra, bạo khạc ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, hắn hơi thở vậy lập tức đổi được hỗn loạn không chịu nổi đứng lên. Tư Mã Khôn đại nhân, bị thương. Lưỡng bại câu thương. Đám người con người co rúc lại, nhìn chằm chằm chiến trường, trong ánh mắt tất cả lóe lên kinh hãi thần sắc, không nghĩ tới, thành danh đã lâu Tư Mã Khôn đại nhân, lại có thể sẽ không địch lại cái này mới vừa đột phá thành công yêu thú cấp 3 cảnh giới Thương Khôn. Chẳng lẽ nói, cái này yêu thú cấp 3, liền thật so trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ, lợi hại nhiều như vậy. Nghĩ đến đây, rất nhiều người sắc mặt đều thay đổi, nhìn Trần Phi, ánh mắt kinh nghi bất định, thằng nhóc này, không biết thật để cho hắn đi ra cái này thiên đại hiểm cục đi. Có chút ý tứ, nhưng vào lúc này, vậy đạo mau bị người quên lãng, lạnh như băng thanh âm già nua cuối cùng là xuất hiện. Rồi sau đó, một cổ đáng sợ khí thế tràn ngập ra, trực tiếp là đem nguyên bản vô cùng lợi hại Thương Khôn, thân thể câu phục ở. Làm thân thể không thể nhúc nhích, con người kinh dị, lóe lên không ngừng. Người muốn thì nguyện ý thần phục người khác, vì sao không cân nhắc một chút chúng ta Bùi gia? Và thằng nhóc kia so với, chúng ta Bùi gia, có thể lợi hại quá nhiều quá nhiều. Thanh âm kia lại lần nữa xuất hiện, cùng lúc đó, vân không trong xuất hiện một cái hắc động. T, mau xem, đó là cái gì? Có người phát hiện vân không ở giữa động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên, sợ hãi không chừng, nói. Đến tột cùng là vì sao các thủ đoạn, lại có thể dẫn động vân không biến hóa. Thân thể không thể nhúc nhích, Thương Khôn cắn chặt hàm răng, quyền làm không nghe được đối phương đang nói cái gì. Bất quá, ở trong lòng của hắn lúc này lại vẫn là có chút hốt hoảng và hoảng loạn lên. Lấy hắn hiện nay thực lực, lại có thể bị đối phương một chút nhiếp phục ở, không thể nhúc nhích, vậy núp trong bóng tối kẻ địch, lại nên sẽ thật lợi hại, mạnh bao nhiêu. Chủ nhân hắn, địch nổi sao? Thương Khôn trong lòng không có sức. Sắc sắc, sắc sắc. Nhưng vào lúc này, vậy vân không chính giữa hắc động lại có thể chậm rãi nứt ra. Tất cả mọi người đều trong lòng hung hăng run rẩy, ngẩng đầu thần sắc sợ hãi ngước nhìn hắc động kia, nơi đó có trước kinh khủng màu đen khí huyết lực lượng, ở cuồn cuộn phun trào ra. Một lát sau, một đạo thân ảnh chính là từ đó về sau chậm rãi đi ra, trường bào màu đen, kéo trên đất, chống cây nạng, còng lưng thân thể, nhìn như vô cùng là gầy trơ cả xương, có thể vậy bên trong thân thể. Nhưng làm tất cả mọi người đều có thể cảm giác đến, một cổ cường hãn huyết khí lực lượng, so với cái này tất cả mọi người tại chỗ, đều phải cường hãn hơn, càng đáng sợ hơn. Người nọ vừa xuất hiện, ánh mắt liền rơi vào Trần Phi trên mình, yên lặng không nói đánh giá, hồi lâu sau, mới lắc đầu một cái, nhìn về những phương hướng khác, đưa tay chỉ, đếm, 1, 2, 3. Hai đầu yêu thú cấp 3, một cái trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp. Cái này, chính là ngươi dựa vào chứ. Quả thật rất tốt à, không nghĩ tới ngươi như vậy tuổi quá trẻ, lại có thể có như vậy năng lượng. Lão kia người đục ngầu con ngươi cuối cùng lại đang rơi xuống liền Trần Phi trên mình, trên cao nhìn xuống, không mặn không lạt, bình thản nói. Có thể bị tiền bối ngươi như vậy tán dương, ta có phải hay không hẳn cảm thấy vinh hạnh đâu. Nghe vậy, Trần Phi ngẩng đầu lên, có chút híp mắt nhìn đối phương tồn tại, đột nhiên cười, nói. Bất quá, ngươi chắc là cái gì đó thủ tọa trưởng lão chứ? Ừ, lão kia người trong mắt đục ngầu ngưng ngưng, nhìn Trần Phi, có chút nhíu mày, thanh âm lạnh lùng nói, ngươi biết ta tồn tại. Nếu không thì sao? Trần Phi tựa hồ rất kỳ quái đối phương như vậy vấn đề, cúi đầu xuống lắc đầu một cái, vậy không lại tiếp tục xem, không mặn không lạt nói, được rồi, nếu ngươi cái này tránh chủ nhân bây giờ rốt cuộc bỏ được hiện thân, vậy ta cũng nên cùng ngươi thật tốt nói một chút. Ta không thời gian cùng các người ở nơi này tiếp tục mè nheo.
Nghe được Trần Phi lời này hoa, vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão lại con ngươi rụt một cái, nhìn Trần Phi, không ít người đều cảm giác trong không khí khí thế trở nên có chút băng hàn đứng lên, làm xương đều có chút run rẩy. Nghe ngươi những lời này ý nghĩa, là cảm thấy ta đều đã tự mình xuất hiện, còn không bắt được ngươi. Hắn nhìn Trần Phi, thản nhiên nói, chẳng qua là trong thanh âm, lại có tàn khốc tàn bạo. Làm người ta rợn cả tóc gáy. Đúng vậy, Trần Phi nghe vậy, chính là cười một tiếng, nói, sợ rằng như không được ngươi mong muốn. À, vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão con ngươi co rút một chút, diễn cảm đổi được càng thêm rét lạnh, mắt nhìn xuống Trần Phi, nói, chẳng lẽ là ngươi lấy là bằng chính ngươi, là có thể cùng ta bổn tọa chống lại sao? Không ngại nói cho ngươi. Bổn tọa không phải bọn họ, sớm ở rất nhiều năm trước, ta cũng đã bước vào trúc cơ chân nhân cảnh cảnh giới tầng 2. T, trúc cơ chân nhân cảnh cảnh giới tầng 2. Làm hắn những lời này vừa nói ra, toàn bộ trời đất phảng phất đều là yên tĩnh một cái chớp mắt. Bất kể là vậy vây xem ở xa xa mọi người, vẫn là Thương Khôn, Lam Kình, Thiết Sư Tử Nghiêm Chu các loại, đều là vào lúc này sắc mặt biến đổi đứng lên. Rất là rung động, bởi vì là bọn họ rất rõ ràng. Trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên, vậy chờ cảnh giới, ý vị như thế nào? Sợ rằng ở bọn họ ưng giản hạp, như vậy cường giả, đã có tư cách càn quét hết thảy. Không người có thể địch. Vậy ta ngược lại vẫn không như vậy tự đại. Nhưng vào lúc này, Trần Phi cười một tiếng, nói. Hắn lại như thế nào tự tin, cũng không biết cảm thấy hắn bây giờ thực lực, sức chiến đấu, có thể sánh bằng một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ. Vậy ngươi muốn nói cái gì? Bùi gia thủ tọa trưởng lão cười lạnh, cau mày nhìn Trần Phi. Không hiểu hắn lời này, rốt cuộc là ý gì? Hơn nữa, Trần Phi như vậy tự tin và cổ quái hình dáng, có chút làm hắn tâm thần bất định. Dẫu sao ở chỗ này trước, lại có ai có thể nghĩ đến, thằng nhóc này, lại có thể đổi ra hai đầu yêu thú cấp 3, cùng một cái trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp cao thủ đâu? Bỏ mặc như thế nào, để tránh chậm thì sanh biến? Trước hay là đừng tìm hắn nói nhảm, đem thằng nhóc này làm thịt đi. Nghĩ đến đây, vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão trong mắt hàn mang đột nhiên xuất hiện, đằng đằng sát khí, bàn tay đưa ra, khủng bố màu đen huyết khí tràn ra tới, vô cùng là khủng bố, gắng gượng hướng Trần Phi nghiền ép tới. Hiển nhiên, lấy hắn thực lực, hoàn toàn không cần bất kỳ thủ đoạn, tùy tùy tiện tiện, cũng có thể đem Trần Phi tầng thứ này con kiến hôi nghiền giết. Người sau hắn không thể nào còn có thể đủ phản kháng chỗ trống. Có thể đang đối mặt Bùi gia thủ tọa trưởng lão cái này cực kỳ kinh khủng lực lượng, Trần Phi nhưng trên mặt không có chút nào gợn sóng, không tránh không tránh, làm vậy cái trước trên mặt trực tiếp là có chút châm chọc, và chào cười lên. Biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dứt khoát liền phản kháng, cũng không phản kháng chứ. Ngươi ngược lại là, thức thời vụ, vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão nói như thế, mặc dù tự tin vô cùng, vậy giễu cợt vô cùng, có thể ở trong lòng của hắn, không biết tại sao. Nhưng có một chút điểm bất an, chậm rãi xuất hiện. Chết đi, rồi sau đó liền gặp hắn phiền muộn nghiêm mặt bàng, một tiếng quát chói tai, kinh khủng màu đen huyết khí liền giống như là nước lũ vậy hình thành màu đen đậm trường thương, tột đỉnh hiện lên xâm nhiên hơi thở, bạo xạ ra, thẳng đến Trần Phi chỗ. Nhất thời cơ hồ tất cả mọi người đều không nhịn được nới rộng ra ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm, lúc này, thằng nhóc kia hẳn là chết chắc đi. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên tuét miệng cười lên, làm vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão con ngươi ngay tức thì rụt một cái. Cùng lúc đó, một đạo ô kim tỏa sáng bàn tay, ánh sáng lưu chuyển, trực tiếp là xuất hiện ở vậy giữa không trung, đem vậy nổ bắn ra trên đường đen sẫm trường thương hung hăng bổ một cái. Oanh! Ầm 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 ầm. Vậy vân không trong trực tiếp là cuồng bạo vô cùng nổ vang lên, tung động khởi đáng sợ khí lưu, kịch liệt xé, vô cùng khủng bố, vô cùng kinh người. Làm chỗ xa kia rất nhiều người thậm chí cũng có chút không dám dùng ánh mắt nhìn thẳng. Sợ sẽ mù hết. Thậm chí tuy có còn có một cổ kinh khủng màu đen mây khói vét sạch mở, càng ngày càng bao la. Chẳng qua là ở màu đen kia mây khói chính giữa, mọi người nhưng rõ ràng thấy, có một đồ vật khổng lồ, không có chút nào chập chờn, yên tĩnh không tiếng động, lặng lẽ xuất hiện ở nơi đó. Người nào, dám xấu xa bổn tọa chuyện, vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão thấy vậy. Gắt gao nhìn chằm chằm vậy mây khói chính giữa, lạnh lùng nói. Có thể hắn cái này vừa mới dứt lời, hắn biểu tình kia, sắc mặt, nhưng lại vô hình trực tiếp là cứng lại. Hơn nữa, không chỉ là hắn, vậy tại chỗ những người khác cũng giống như vậy.
Bọn họ cơ hồ là trợn mắt hốc mồm, kinh hãi rung động nhìn vẫy mây khói trong, cao 33 mét đợt khí cuốn lên, mênh mông kích động, xông lên lên trời, cuối cùng hóa là mưa như thác đổ ùn ùn kéo đến rơi xuống, xông lên rầm rầm ở một tôn mạ vàng màu đen thùi lùi to lớn yêu thần con rối trên mình. Vậy, đó là cái gì? Tất cả mọi người đều là hoảng sợ nhìn một màn này. Thậm chí liền liền Bùi Bằng Tiêu, Nghiêm Chu, Bùi Huyền Đông, Lam Kình các người, hiện vào lúc này cũng đã là ngừng đứng xuống, da mặt lay động, ánh mắt run rẩy, ánh mắt kinh ngạc nhìn vậy đang bị đợt khí màn mưa bao phủ, cọ rửa to lớn yêu thần con rối. Mưa như thác đổ mưa như chút nước xuống, bọn họ rốt cục thì thấy rõ. Vậy con rối hình như là yêu thần như nhau, mọc một sừng, diện mạo dữ tợn, trông rất sống động, cái đuôi thật dài, khảm, đầy trông. Qua lại đung đưa, trực tiếp là làm vậy đất đai cũng cái hố đứng lên. Không chỉ có như vậy, khổng lồ kia yêu thần con rối cả người còn lưu chuyển lạnh như băng hắc kim sáng bóng. Chỉ là nhìn như, cũng cảm giác cứng rắn vô cùng, giống như là có thể đem một ngọn núi cũng đụng tháp. Cường hãn như vậy hơi thở, và cho người giác quan tản mát ra, vô cùng khủng bố, đậm đà đến hóa không ra. Như vậy một màn, đơn giản là làm người ta rung động đến tột đỉnh. Quỷ kia đồ, đến tột cùng là cái gì? Như thác bố trí vậy bão táp cuộn sạch xuống, xông lên rầm rầm ở đó hắc kim thân thể to lớn trên, ầm ầm điếc tai, trải qua hồi lâu không ngừng, mà ở đó dư âm lượn quanh một chút, tại chỗ rất nhiều người đều là không nhịn được con người khóa lại, sắc mặt kinh hãi, thần sắc run rẩy, ước chừng nhìn chằm chằm to lớn kia, làm người ta rung động trên thân thể mặt. T, đây rốt cuộc là cái gì? Thật là khủng khiếp, không ít người thần sắc sợ hãi. Ngược lại hút khí lạnh, nhìn khổng lồ kia hắc kim con rối gương mặt hiện ra khó tin rung động vẻ. Bởi vì là như vậy bóng người, như vậy hơi thở, vô cùng mạnh mẽ, tràn đầy nổ lưu tuyến hình to lớn hắc kim thân thể trên, bất ngờ lóe lên từng viên lạnh như băng lôi quang, vậy mỗi một quả sấm sét đang lấp lánh, cũng sẽ mang tới chấn động thiên địa sấm sét. Trông lởm chởm, nặng nề cái đuôi kéo trên đất, một cổ vô cùng cường hãn hơi thở thả ra ngoài, uyên đình nhạc trì. Tựa như là ẩn chứa vô cùng oai. Vật này lại có thể phá xấu xa một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ công kích, cho nên, nó. Đến tột cùng là cái gì? Mà làm vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão, rốt cuộc thấy rõ ràng vậy đạo mây khói trong khổng lồ hắc kim bóng người thời điểm, sắc mặt cũng là không nhịn được hơi đổi, ánh mắt trầm xuống, ánh mắt chợt quét về phía Trần Phi, thanh âm âm trầm vô cùng nói, đây là yêu thần con rối. Người từ đâu ra? Yêu thần con rối. Mọi người tại đây nghe vậy, không khỏi trong lòng lại lần nữa rung một cái. Sắc mặt mê mang, không biết đây tột cùng là cái gì. T, yêu thần con rối, chẳng lẽ nói, là vậy. Chỉ có vậy thiết sư tử Nghiêm Chu, Bùi gia tam trưởng lão Bùi Huyền Đông, nhị trưởng lão Bùi Bằng Tiêu cùng số ít cao cấp cao thủ nghe vậy, sắc mặt lập tức không nhịn được kinh biến đứng lên. Kinh nghi bất định, lấy bọn họ thân phần thực lực tầng thứ. Mặc dù ở nơi này toàn bộ thành U Lang Hạt Hạ không tính là cao cấp, nhưng là, bọn họ nhưng cũng vẫn là có nhất định tầm mắt và vòng. Có thể biết một ít cao tầng thứ đồ. Nghe nói, ở đó cường giả như mây, cái thế hùng chủ hùng bá thiên hạ kiềm nam cổ quốc bên trong vực, có một vô cùng cường đại tông môn, tên là Yêu Thần Tông. Hắn trong nhà bản lãnh chính là cái này vô cùng cường hãn yêu thần con rối. Cứ nghe, cao cấp nhất yêu thần con rối. Coi như là truyền thuyết kia ở giữa nguyên đan chân quân cảnh tồn tại, vậy là có thể cùng xứng đôi. Sánh bằng. Nghĩ đến đây, vậy Bùi Bằng Tiêu các người liền không nhìn được trước có chút ra đầu tê dại, ánh mắt kinh hãi, kinh nghi bất định gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Tiểu xúc sinh này, hắn tổng không phải là đến từ bên trong vực đi. Lại là yêu thần con rối. Vậy thiết sư tử Nghiêm Chu, lúc này cũng là không nhịn được vô cùng rung động nhìn vậy thô bạo vô cùng thân ảnh khổng lồ. Đối với hắn loại này kiềm nam cổ quốc ngoại vực tu sĩ mà nói, bên trong vực khủng bố khí vật, cơ hồ là mấy chục năm khó gặp truyền kỳ vậy tồn tại. Cho nên hắn thật không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể đem vật này đều lấy ra. Có như vậy lá bài tẩy và nội tình. Yêu thần con rối. Điểm chính là vẫn có thể cùng trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ so chiêu yêu thần con rối. Loại vật này có nhiều hiếm thấy, có chân quý, không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, thiết sư tử Nghiêm Chu không khỏi trong lòng thật sâu than thở một tiếng, chợt nhìn về cách đó không xa Trần Phi, cảm giác sâu sắc thán dùng nói quả nhiên là một hoàn toàn nhìn không thấu người. Không chỉ có luyện đan thực lực như vậy khủng bố,
coi như là nội tình và lá bài tẩy, không nghĩ tới cũng là như vậy lợi hại. Chẳng lẽ trước cho dù là biết âm thầm có một tôn cường giả ở đó trông nom, Trần Phi như cũ tới mới từ chung cũng không có lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào vẻ, ngược lại, vẫn còn cho hắn cảm giác là có dũng khí nhao nhao muốn thử. Không sai, chính là nhao nhao muốn thử. Muốn không phải như vậy, bọn họ bây giờ ít có thể trực tiếp xoay người rời đi, đối phương cản được bọn họ sao? Có vậy tôn thô bạo vô cùng yêu thần con rối ở đây, khẳng định không ngăn được. Cùng lúc đó, vậy mưa gió ra, Bùi gia thủ tọa trưởng lão con ngươi dày đặc nhìn chằm chằm Trần Phi, gương mặt có một màn nhàn nhạt vặn vẹo, cùng với xương lạnh. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nguyên lấy là ngày hôm nay cái này cũng chỉ là bắt cục diện, lại đột nhiên lập tức khúc khuỷu, tình huống đại biến. Vậy yêu thần con rối có thể phá xấu xa hắn mới vừa rồi một kích kia, coi như là không bằng hắn, chỉ sợ cũng tương không kém nơi nào. Mà nếu là như thế, hắn không nhịn được nhìn một chút trước trong một trận đánh, cũng rõ ràng rơi vào hạ phong Bùi Huyền Đông, cùng với Tư Mã Khôn, sắc mặt hơn nữa âm trầm. Hết sức khó khăn xem. Nguyên lai đây chính là ngươi dựa vào sao. Không tệ, thật là khá. Rồi sau đó liền gặp hắn trước mắt xương lạnh gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, vậy lời nói thanh chỗ sâu, bất ngờ có lau một cái kinh khủng dùng mình, cùng ý định giết người. Tiểu xúc sinh này chân thực quá nguy hiểm, chưa trừ đi, trong lòng của hắn lòng có chút bất an. Ha ha, nghe vậy Trần Phi cười một tiếng, vậy mây khói ở giữa hắc kim yêu thần con rối liền giống như là có phản ứng vậy, trông gầy trơ xương cái đuôi trùng trùng một vung, sấm sét lóe lên, hắc quang chấn thiên. Ngửa đầu trực tiếp là dữ tợn, hung ác vô cùng thét dài đứng lên. Hống! Một tiếng gầm này trực tiếp là có dũng khí đất rung núi chuyển cảm giác, màu đen sấm sét sét đánh, do trời mà hàng, phách trên đất đá vụn thành là phấn vụn, tan thành mây khói. Làm ra đầu rét một cái, rợn cả tóc gáy. Nếu không phải đồ chơi này bị ta làm phế, không trước kia lợi hại, chính là một cái trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên, cũng không tư cách ở trước mặt nó phách lối cái gì à. Nhưng vào lúc này, trong thức hải trận kinh không lắc đầu cười một tiếng, nói. Và vậy dìu cùng với nghiên mực bất đồng, cái này yêu thần con rối thời kỳ tột cùng, nhưng mà thuộc về thượng phẩm pháp khí cao cấp. Hắn sức chiến đấu oai mãnh, uy năng kinh khủng, ở trong tay hắn, coi như là tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cao thủ cũng được tránh đi. Cho nên hắn mới có thể cảm thán như vậy, thời gian xinh đẹp, cuộc bể dâu. Muốn nếu đổi lại là hơn trăm năm trước. Cái này cái gì Bùi gia thủ tọa trưởng lão dám ở nơi này yêu thần con rối trước mặt ngang ngược, sợ rằng, đã sớm sẽ không có. Chẳng qua sau này có cơ hội đi bên trong vực xem, để cho người đem nó sửa xong không thì phải. Dù sao bây giờ đủ dùng là được, Trần Phi nghe vậy lắc đầu cười một tiếng, nói. Dù sao vậy kiềm nam cổ quốc bên trong vực, hắn sớm muộn sẽ đi, cũng chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Coi như người có cái này yêu thần con rối. Nhưng muốn cùng ta đối nghịch, bất giác được vẫn là có chút quá ngây thơ rồi sao? Gặp Trần Phi không nói lời nào, vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão con ngươi hung hăng rụt một cái, chảy xuống một cổ tàn nhẫn lạnh lùng vẻ, ngưng mắt nhìn Trần Phi, uy nghiêm nói. Như vậy đi, ta xem vật này vậy cũng không tệ lắm, ngươi nếu như thức thời, bây giờ trở về đầu, đem còn có bản đồ bảo tàng cùng nhau giao cho bổn tọa, vậy bổn tọa ngược lại là có thể nới lỏng hàng loạt. Không nhắc chuyện cũ, nhường cho qua ngươi lần này không hiểu chuyện. Hắn trong lời nói trước vẫn là nghiêm chỉnh, lạnh lùng trước, tràn đầy ý định giết người, nhưng đến cuối cùng, nhưng cho người cảm giác có chút tràn đầy tham lam. Giao ra yêu thần con rối và bản đồ bảo tàng, bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, loại bảo bối này, ai có thể không động tâm. Ha ha, Trần Phi lại lần nữa cười một tiếng, vậy lười được đáp lời, chẳng qua là vung tay lên. Vậy tràn đầy nổ lưu tuyến hình đường cong mỹ cảm yêu thần con rối liền giống như sống vậy, ngửa đầu giận gào một tiếng, uy mãnh chấn thiên, cả người màu đen sấm sét sét đánh ánh sáng đại tác, ở đó lôi quang trong, hắn thân thể cao lớn đột nhiên xông lên bắn ra. Phịch, giống như sao chổi rơi xuống đất vậy, một cổ kinh khủng khí thế trực tiếp là nổ tung. Vậy yêu thần con rối xuất hiện ở Trần Phi phía trước, thay thế Trần Phi. Lạnh như băng vô tình ánh mắt và vậy khuôn mặt giữ tợn Bùi gia thủ tọa trưởng lão, đối mặt. Hống. Vậy ngửa mặt lên trời giống giận thanh ầm ầm điếc tai, ồn ào náo động nhiếp thiên. Trần Phi trực tiếp lấy hành động cho vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão trả lời. Thứ không biết chết sống. Châu chấu đá xe, kiến càng hám cây.
Vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão nhìn một màn này, da mặt lay động, uy nghiêm vô cùng, từ răng may phun ra mấy cái này mang lăng liệt sát cơ chữ tử. Vậy thì thử một chút chứ. Trần Phi nhưng cũng là lười được lại theo hắn nói nhảm cái gì, trong con ngươi tinh mang chớp mắt, đồng thời hai tay mười ngón tay nhanh chóng rõ ràng ấn, chỉ gặp vậy yêu thần con rối lập tức cả người phảng phất là có một cổ kinh khủng khí thế chấn động đi ra. Chỉ gặp được ở nó vậy hắc kim sáng bóng lưu chuyển nổ tính đường cong độ cong trên thân hình, từng viên màu đen sấm sét quang cầu kích động, ngưng tụ ra, thoát khỏi thân thể, tựa như là từng viên kinh khủng bom vậy, thả ra làm người ta kinh hãi cuồng liệt hơi thở, trôi lơ lửng ở quanh thân. Ngắn ngủi bất quá mấy hơi thở, màu đen kia sấm sét quang cầu số lượng, thì đã bất ngờ là đạt tới kinh người ba con số. Hơn 100 cái. Đến cực hạn sao, lúc này Trần Phi, hô hấp đã có chút gấp rút đứng lên, cảm giác lúc này thân thể mình bên trong lật đáng trước cuồng liệt huyết khí, đạt tới cực hạn. Xem như vậy mà nói, hắn cảnh giới tu vi, vẫn là kéo hắn một ít chân sau. Âm. Vậy hơn 100 cái kinh khủng màu đen sấm sét quang cầu chiếm cứ ở yêu thần con rối phía trước giữa không trung, tản ra lạnh như băng thêm cuồng liệt hơi thở, dẫn dỗi rãnh khí vang vọng, kích động tan vỡ, kinh người vô cùng. Thậm chí như vậy kinh khủng uy năng, như uy lực này, chỉ sợ cũng coi như là Bùi Bằng Tiêu như vậy trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cường giả đỉnh phong đánh phải, cũng đều không gặp được sẽ trở lui toàn thân, mà là sẽ có thể bị thương nặng. Nếu đạt đến cực hạn, vậy hãy để cho ta xem một chút đi. Ta bây giờ, cứu có thể phát huy ra cái này yêu thần con rối mấy phần lực. Trần Phi mặt mũi rét một cái, bỗng nhiên quát lên. Mà ở đi đôi với hắn đạo này quát thanh vang lên, chỉ gặp vậy mấy trăm cái màu đen sấm sét chùm ánh sáng bất ngờ phóng lên cao, lại lần nữa rơi xuống, giống như là màu đen sao rơi sấm sét mưa vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, lại trực tiếp là ngưng tụ ở đó yêu thần con rối vô cùng dữ tợn yêu móng trên. Hống. Vậy người sau cũng là đột nhiên cuồng liệt lại lần nữa gầm thét, thân thể cao lớn đi ra ngoài, hướng vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão, một móng xé đi, xé nổ không khí, làm mọi người trong con ngươi trong một cái chớp mắt này đều là kinh khủng kia cảnh tượng, đợt khí chấn thiên. Ở đó Bùi gia thủ tọa trưởng lão có trong con ngươi, lúc này phảng phất là có vô tận sấm sét, vô tận màu đen, ở hướng hắn vô tình nghiền ép tới. Ha ha, có thể ở thấy tình cảnh này, hắn lại là lạnh lùng cười một tiếng. Rồi sau đó, trên mặt bỗng nhiên tràn đầy âm lãnh ý định giết người. Vô cùng dữ tợn. Dám dẫn đầu hướng ta động thủ, không khỏi không thừa nhận, người tiểu xúc sinh này lá gan, thật vẫn là rất lớn à. Ha ha, ha ha ha. Đi đôi với vậy dâng trào cười lạnh, tất cả mọi người ở nơi này ngay tức thì, nhưng phảng phất là thân thể có chút cứng lại. Bởi vì là bọn họ chỉ cảm thấy có một cổ vô cùng âm lãnh hơi thở tấn công tới, kinh khủng khí thế, cũng ở đây sau đó, từ vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão chỗ ở bên trong khu vực bất ngờ nổ bể ra. Oanh! Một cổ cuồng liệt hơi thở lạnh như băng phóng lên cao. Vậy vô cùng âm lãnh khí thế chính giữa, bất ngờ có một đạo màu đen bàn tay, hư không đánh ra tới, cùng vậy yêu thần khôi lỗi móng vuốt hung hăng giao hội chung một chỗ. Trong một cái chớp mắt này, vậy không khí đều tựa như là bị trầm mặc, rơi vào yên tĩnh giống như chết chính giữa. Nhưng liền sau đó một khắc, hết thảy bỗng nhiên bị thay đổi. Oanh! Làm người ta không dám tưởng tượng, ra đầu tê dại đụng trực tiếp là ở đó ngay tức thì nổ tung. Nhất là từ vậy yêu thần con rối và vậy to lớn màu đen bàn tay giao thoa bên trong khu vực, lấy nơi đó làm trung tâm, chu vi ít nhất mấy ngàn thước trong phạm vi, kinh khủng sóng trùng kích, vô tình gợn sóng. Trực tiếp là từ nơi đó tàn phá mở, xé hết thảy. Vậy chu vi mấy trăm gần ngàn gạo khu vực bên trong, hết thảy tất cả đều là ở kinh khủng này sóng trùng kích bên trong tiêu tán thành cho bụi. Toàn bộ mặt đất, tầng tầng sụp đổ. T, một màn này, vậy thật sự là nhìn mọi người hoảng sợ thất sắc, môi run rẩy, da mặt phát thanh. Coi như là vậy trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ, hiện vào lúc này cảm giác, giác quan, đều là giống nhau. Cái này còn chỉ là lần đầu tiên giao thủ, liền lại có thể đạt tới như vậy trình độ kinh người, đây nếu là chân chính đại chiến sinh tử đứng lên, vậy còn có. Hơn nữa vậy có một số người, bây giờ cũng ở đây con người thật sâu nhìn Trần Phi, ánh mắt có chút rung động, lại có chút hâm mộ. Bởi vì là, Trần Phi cái này ra tay một cái, mặc dù là mượn ngoại lực, nhưng lại vẫn là thật thật tại tại, chân chân thiết thiết cho thấy tương đương kinh khủng thủ đoạn. Mà hắn tuổi tác.
nhìn như, cũng chỉ có cùng vậy trẻ tuổi nhất trẻ tuổi đồng lứa như nhau à. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy Thương Khôn, Lam Kình đều là không nhịn được trên mặt lộ ra vui mừng. Chỉ cần có thể đem đây đối với phương lợi hại nhất lão già kia cho nhiếp phục ở, những thứ khác, dù sao ngày hôm nay bọn họ cũng đã là đứng ở nơi bất bại. Nhưng lúc này Trần Phi trên mặt thần sắc, lại không có hai người bọn họ dễ dàng như vậy. Chỉ gặp hắn lúc này sắc mặt có chút ngoài dự đoán của mọi người, có chút ngưng trọng. Xem ra, là ta trước có chút quá lạc quan à. Hắn đập đi trước miệng, có chút kinh dị tự lẩm bẩm. Bởi vì là hắn biết, vậy yêu thần con rối mới vừa rồi thủ đoạn như vậy, mặc dù lợi hại, nhưng đối với một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ mà nói, thật giống như vẫn là có chút kém một chút. Mà đối phương như vậy tùy tiện liền đem hắn một chiêu này tiếp, cũng coi là từ mặt bên, ứng chứng hắn phỏng đoán. Trận chiến này, chỉ sợ sẽ có chút không như vậy lạc quan. Phịch, mà đang ở Trần Phi hiện vào lúc này trong lòng lướt qua những cái kia ý niệm thời điểm, bỗng nhiên, vậy nhấc lên sóng trùng kích chính giữa trực tiếp là có một cổ cường hãn khí thế chấn động đứng lên. Sau đó, mọi người chính là thấy, một đạo đen nhánh vô cùng to lớn trưởng ấn, xuất hiện ở giữa không trung. Sát theo liền hướng vậy yêu thần con rối yêu Việt vỗ xuống đi. Phịch, yêu thần con rối bốn phía quanh quẩn quang cầu màu đen, lại trực tiếp là ở một trường này dưới, có đông đảo cũng chia năm xẻ bảy. Rồi sau đó thậm chí vậy yêu thần khôi lỗi thân hình khổng lồ, còn ở đây một trường dưới, bị gắng gượng đánh ra mấy chục mét. Đất đai ầm ầm vang dội. Mặt đất có sâu đậm dấu vết. Đáng chết, Trần Phi trên mặt ngay tức thì đổi một cái, có chút khói mù mắng thầm. T. Tại chỗ những người khác cũng là không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, hiển nhiên không nghĩ tới, vậy yêu thần con rối đều đã như vậy lợi hại, mà vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão, lại có thể so với hắn càng thêm lợi hại. Chẳng lẽ, đây mới là trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ chân chính thực lực. Nghĩ đến đây, coi như là vậy đối với Trần Phi tràn đầy lòng tin Thương Khôn, Lam Kình các người, hiện vào lúc này, trong lòng vậy theo bản năng có chút khói mù và lo âu. Xem ra người vật này cũng chỉ là ngoài mặt nhìn lợi hại, nhưng trên thực tế, nhưng cũng chỉ có chuyện như vậy. Nhưng vào lúc này, vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão lạnh mở miệng cười, nhìn về Trần Phi, có chút khinh miệt, có chút khinh thường nói. Đi qua trước vậy một phen đụng nhau, hắn ngược lại là cũng có chút cảm thụ biết. Cái này yêu thần con rối mặc dù lợi hại, có thể cũng chính là so Bùi Bằng Tiêu cùng vậy nhất lưu trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp cao thủ lợi hại chút. Muốn cùng hắn loại này trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên tồn tại so sánh, vẫn là có chút yếu đi, không đủ xem. Cũng chỉ có chuyện như vậy, không hổ là trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ, bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có ngươi, có thể đem lời như vậy nói như vậy có lý chẳng sợ, trọng yếu nhất chính là, ta còn không biết dùng lời gì để phản bác ngươi. Nghe vậy, Trần Phi cười một tiếng, có chút con ngươi lóe lên mở miệng nói. Mặc dù trước cũng đã có chút dự liệu. Nhưng bây giờ lúc này thấy yêu thần con rối bị nhục, hắn vẫn là không nhịn được xúc động một tiếng à. Vật này, những năm gần đây quả thật hư hại có chút thật lợi hại, nếu không, coi như là lấy hắn bây giờ tu vi, vậy chưa đến nỗi, ngay cả một, chính là, trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cũng không đánh lại mới đúng. Mà ở đó xa xa đối diện, Bùi gia thủ tọa trưởng lão nghe được Trần Phi cái này, yếu thế, nói, theo lý thuyết, hắn là hẳn cao hứng, cũng không biết tại sao. Trong lòng của hắn nhưng vào lúc này có chút bất an, có chút cảm giác bất đại đối kính mà. Bởi vì là Trần Phi hiện vào lúc này thái độ này, có phải hay không có chút quá kỳ quái? Hừ, bất quá sát theo, liền gặp hắn lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, vậy lười được ở suy nghĩ nhiều như vậy, con ngươi lãnh đạm nhìn chằm chằm Trần Phi, lại đem ánh mắt quét về vậy dáng người khổng lồ yêu thần con rối, nhàn nhạt nói con rối thủy chung là con rối, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào loại này đồ sắt? Đồng hư vô dụng, có thể cùng loài người chúng ta, như nhau. Vừa nói, liền gặp hắn còng lưng trong thân thể trực tiếp là bộc phát ra một cổ kinh khủng khí thế, con người uy nghiêm, da mặt lay động, bên trong thân thể hiện ra kinh người màu đen huyết khí. Giơ lên vậy cây nặng, hướng về phía yêu thần con rối xa xa giơ lên. Phốc xích, sát theo, thì có từng luồng hình như là màu đen huyết khí điện hồ giống vậy đồ xuất hiện, rồi sau đó bên càng ngày càng nhiều, hơi thở thắng kinh người. Cuối cùng, ngưng tụ thành một đạo thực chất, tựa như là màu đen laser vậy ầm ầm kích lăn tăn ra ngoài. Hướng vậy yêu thần con rối cuồng liệt bắn tới. Ừ,
Thấy tình cảnh này coi như là Trần Phi cũng là không nhịn được con ngươi rụt một cái, bởi vì là hắn có thể cảm giác đến, vậy nếu như là laser vậy màu đen chùm ánh sáng chính giữa, hắn ẩn chứa lực lượng, là có kinh khủng dường nào. Hô, sát theo, liền gặp hắn thở một hơi thật dài, trên mặt thần sắc một mảnh ngưng trọng cùng khói mù, khiến cho vậy yêu thần con rối thần lên, bỗng nhiên ở giữa bạo phát ra nhức mắt sấm sét quang cầu màu đen ánh sáng, thế nhưng số lượng, nhưng vẫn chỉ có hơn 100 cái. Thấy tình cảnh này, Trần Phi hung hăng cắn răng, giơ lên ngón tay cái ở trong miệng hung hăng một cắn. Phốc suy, một cổ mặn mặn máu tươi cứ như vậy phun ra, tưới ở đó yêu thần con rối trên mình, rồi sau đó, vậy tràn đầy nổ lưu tuyến hình đường cong mỹ cảm thân hình khổng lồ lên, màu đen kia sấm sét quang cầu số lượng tăng vọt, rốt cục thì đạt tới 200 cái. Nhưng cũng chính là vào lúc này, vậy vô cùng kinh khủng màu đen huyết khí chùm ánh sáng gào thét kích động tới, không tránh, trực tiếp là đánh vào vậy tựa như là hắc kim đúc thành yêu thần con rối trên mình. Cùng lúc đó, vậy đầy trời màu đen sấm sét quang cầu trực tiếp là nổ mở. Vậy một thoáng kia, tất cả mọi người đều phảng phất là cảm giác được thế giới trước mắt đều có chút dừng lại. Có thể theo sát phía sau lại có một cổ càng so với trước đó kinh người sóng trùng kích, phóng thích mở, vô cùng khủng bố. Màu đen kia huyết khí chùm ánh sáng cùng màu đen sấm sét quang cầu, ở tiếp xúc trong nháy mắt dậy, chính là có một cổ không cách nào hình dung chấn động lấy một loại kinh khủng khuynh hướng, lan tràn ra. Chu vi gần ngàn dặm đất đai, tất cả hết thảy cũng bị phá hủy. Tầng tầng mặt đất, trực tiếp bắt đầu không cách nào khống chế sụp đổ đứng lên. Cùng lúc đó, màu đen kia huyết khí chùm ánh sáng thật sự là quá kinh khủng. Dễ như bỡn, đem vậy vây quanh ở yêu thần con rối ranh giới quang cầu màu đen toàn bộ phá hủy, khiến cho được mảnh khu vực kia không khí đều có chút vặn vẹo, che chấn động kinh người. Sau đó, vậy kích động hào quang dần dần tản đi, sóng trùng kích càng phát huy khỏi bệnh không, rốt cuộc, mọi người lại lần nữa là gặp lại. Vậy một tòa vô cùng to lớn hắc kim yêu thần con rối, tựa như là bị đòn nghiêm trọng vậy, lại bị miễn cưỡng chấn động lui ra ngoài gần 100 mét. Mà vậy thân hình khổng lồ chỗ ở bên trong khu vực, đất đai trên, bất ngờ là vạch ra một đạo kinh khủng dấu vết, hiện lên ửng đỏ, bất chấp nhàn nhạt tiêu khói. Cái này, mà vậy mọi người cùng với thiết sư tử Nghiêm Chu, Thương Khôn, Lam Kình cùng gặp được như vậy một màn, đều là không nhịn được lòng nhọn hung hăng run rẩy. Lại lần nữa nhìn về vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão mặt lộ vẻ cười lạnh gương mặt, trong lòng đều là tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Bởi vì là thực lực bực này, không khỏi cũng là quá khủng bố, quá mạnh mẽ đi. Hiển nhiên vậy một lần giao phong, yêu thần con rối mặc dù thế yếu, nhưng vậy chưa đến nỗi giống như bây giờ quá mức khác xa, quá mức rõ ràng. Mà bây giờ đâu, bọn họ cuối cùng là thấy rõ. Coi như Trần Phi đem cái này hiếm thấy vô cùng yêu thần con rối lấy ra, cũng tốt giống như, thật giống như không địch lại à. Đáng chết, lão này. Ở chỗ xa kia, yêu thần con rối rốt cục thì ổn định thân hình, Trần Phi thân hình chớp mắt, xuất hiện ở yêu thần con rối thân thể cao lớn phía trước, chỉ gặp vậy cái trước trên lồng ngực, bất ngờ có một cái không sâu không cạn sụp đổ, bất chấp nhàn nhạt khói đen, hiểu rõ đạo vết nứt hiện lên. Vẻn vẹn chỉ là một kích. Cái này yêu thần con rối liền lại bị đối phương đánh cho thành như vậy. Chẳng lẽ cái này trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ thực lực, thật có lợi hại như vậy khủng bố. Hô, nghĩ đến đây, Trần Phi thở một hơi thật dài, quay đầu, nhìn vậy sắc mặt lạnh lùng cùng kiêu căng Bùi gia thủ tọa trưởng lão, từ từ, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, cũng có lau một cái lăng liệt hung ác khí hiện ra đi ra. CMN, lão già này mặc dù lợi hại, nhưng hắn Trần Phi thật giống như cũng không phải cái gì ăn chay. Có chút chân chính lá bài tẩy, hắn cũng còn không có lấy ra sử dụng đây. Ta sẽ dạy một mình ngươi pháp quyết. Nhưng vào lúc này, vậy trong thức hải, Trận Kinh không đột nhiên nói. Hắn nói chuyện ngay tức thì, một đoạn thần bí pháp quyết liền tự động xuất hiện ở Trần Phi trong ý nghĩ. Đây là cái gì? Trần Phi hơi sững sờ. Cái này yêu thần con rối nồng cốt đồ, ta nguyên bản lấy là chưa dùng tới. Có thể bây giờ nhìn lại, tên này thật giống như cũng không phải là cái loại đó bất nhập lưu trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên. Trận Kinh không nhàn nhạt nói, cái này yêu thần con rối nồng cốt đồ. Trần Phi lại lần nữa sững sốt một chút, bất quá hắn thần thức cũng đã phản ứng rất nhanh chìm vào thần bí kia khẩu quyết chính giữa. Chỉ chốc lát sau, liền gặp hắn cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, trực tiếp là hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ.
vật này, Trần Phi khóe miệng theo bản năng phát họa đứng lên, cặp mắt bộc phát ra lau một cái tinh mang. Tốc chiến tốc thắng, nếu không dứt khoát chạy đi, ta đây chẳng qua là, được kỳ hình, mà không được kỳ thần, đồ, tối đa chỉ có thể kiên trì một nén nhang thời gian, chính ngươi nắm trong tay tốt. Trận kinh không lại lên tiếng lần nữa nói. Một nén nhang thời gian, vậy cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi. Chuẩn bị thời gian dài như vậy, tổng được uy phong một chút chạy nửa đường chứ. Trần Phi tuét miệng cười lên, chẳng qua là nụ cười kia chính giữa, nhưng bao hàm một loại thật sâu chiến ý, hòa khí trận. Hết sức khiếp người. Giữa trời đất, màu đen huyết khí quang thúc năng lượng còn có chút rất nhiều lưu lại, dẫn được rất nhiều người đều là sắc mặt cứng còng, yên tĩnh không tiếng động. Yên lặng đáng sợ. Không có biện pháp, bây giờ Bùi gia thủ tọa trưởng lão, trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ, hắn nơi bày ra thực lực, chân thực quá khủng bố, quá mạnh mẽ. Coi như là vậy yêu thần con rối, hiện vào lúc này đều bị chấn động lui ra ngoài gần 100 mét. Đó là cái gì khái niệm? Đối mặt loại cấp bậc này giao thủ, loại tầng thứ này chiến đấu, đừng nói là những cái kia, tránh được xa xa, người vây xem, coi như là vậy trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp thiết sư tử Nghiêm Chu, Bùi Bằng Tiêu, yêu thú cấp 3 tầng thứ Thương Khôn, Lam Kình, trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên Bùi Huyền Đông, Tư Mã Khôn. Hiện vào lúc này, trong lòng bọn họ mặt cũng còn đồng loạt có dũng khí rợn cả tóc gáy, da đầu nổ tung cảm giác. Trong lòng sợ hãi, rung động đến trình độ cao nhất. Ở nơi này tu chân giới lưu truyền một câu cổ thoại, đó chính là tu vi tầng thứ vượt thường đi chỗ cao, vậy lại càng là một bước một ngày trời. Trước kia, bọn họ rất khó có thể hiểu đến những lời này ý nghĩa, mà bây giờ, cũng đã là hiểu vô cùng thấu triệt. Vô cùng khắc sâu. Không khỏi không thừa nhận, mới có thể có như vậy lá bài tẩy cùng nội tình, người thật sự là cái làm người ta giật mình tiểu tử, bất quá, chỉ là như vậy, có thể không đủ để thành là ngươi chọn lựa hấn chúng ta cùng gả vốn. Vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão trong mắt đục ngầu chăm chú nhìn Trần Phi, ánh mắt hiện ra xâm nhiên quý tích, lạnh nhạt chậm rãi nói, bây giờ, ngươi cũng hẳn biết chứ. Niệm tình ngươi tu luyện không dễ, bổn tọa cũng chỉ lòng trong lòng rộng rãi, lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Giao ra bản đồ bảo tàng, hắc đồng chiến thuyền, và vậy yêu thần con rối, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, giống nhau nói ta tuyệt sẽ không nói sau lần thứ ba. Đi đôi với vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão ầm ầm uy nghiêm thanh âm chói tai bên tai cạnh vang lên, tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người, đều cảm giác tim sắp nổ bể ra, cảm nhận được vô cùng áp lực, sắc mặt sợ hãi, kinh hãi. Ngươi là ở cho ta cơ hội, nhưng rất đáng tiếc, ta người này à, chính là một xương cứng, thích mềm không thích cứng, hơn nữa, ngươi thật lấy là ngươi bây giờ cũng đã đem ta cho ăn chắc. Trần Phi nghe vậy, ngẩng đầu lên, diêu nhìn đối phương vậy uy nghiêm. Kiêu căng nét mặt già nua, khóe miệng móc một cái. Lau một cái lãnh đạm tiếng cười trực tiếp là ở cái này trong không khí vô cùng rõ ràng vang lên. Tê, thằng nhóc này hắn, chẳng lẽ nói, hắn còn có cái gì lá bài tẩy? Điều này sao có thể? Còn có lá bài tẩy, luôn không khả năng hắn thật có thể cùng một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ nơi chống lại chứ? Đúng vậy, hắn mới bay lớn, tuyệt không có khả năng này. Đám người truyền tới từng cơn xôn xao, trên mặt mỗi người đều tràn đầy rung động, cùng với khó tin. Hiển nhiên, bọn họ chân thực không có biện pháp tiếp nhận, giống như là Trần Phi như vậy người tuổi trẻ, đều đã chiến đến loại trình độ này. Có thể hắn bây giờ lại còn nói, hắn còn có lá bài tẩy, ai nguyện ý tin tưởng? Ai dám, tin tưởng? Ừ, nghe vậy, vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão cũng là con ngươi lại lần nữa rụt một cái, lạnh nhạt nhìn Trần Phi, hồi lâu sau. Mới gặp hắn đột nhiên cười lên, cười rất lạnh, nói, giỏi một cái xương cứng, giỏi một cái thích mềm không thích cứng. Phải, vậy ta ngày hôm nay ngược lại thật muốn xem, bổn tọa, có thể hay không đem ngươi xương này đánh mềm. Có thể hay không đem ngươi cái này không biết trời cao đất rộng nhóc, bỏ vào âm tào địa phủ. Nếu không ngươi liền thử một chút. Trần Phi tranh phong tương đối, lời nói uy nghiêm, vậy gương mặt trên, lại là đã có trước nồng nặc hung ác khí nổi lên. Hiển nhiên, đây đã là đem trong lòng của hắn, trong xương cốt hung tính cho kích thích. Vèo. Rồi sau đó, liền gặp hắn vung hai tay lên, lấy một loại quỷ dị dấu vết, tay trái để ở trước ngực, tay phải nhưng nghiêng khoác rơi cùng sau lưng, lấy một loại tất cả mọi người tại chỗ cũng chưa từng thấy qua kết ấn phương thức, tốc độ thật nhanh ngưng tụ ấn quyết đứng lên. Cùng lúc đó, vậy yêu thần con rối thân thể cao lớn,
trực tiếp là đột nhiên run một cái, chợt phóng lên cao, hướng Trần Phi bay đi. Nhấc lên ầm ầm điếc tai sóng âm đợt khí. Thủ tọa đại nhân, mau ngăn cản nó. Hắn Tư Mã Khôn trong lòng cảm giác được bất an, sắc mặt kinh biến, theo bản năng lớn kêu lên nói. Nhưng sau đó, một cổ vô cùng lạnh lùng ánh mắt nhưng gắt gao nhìn chằm chằm trên người hắn. Tràn đầy khí lạnh. Xem ra, ngươi là cảm thấy ta không thắng được hắn. Bùi gia thủ tọa trưởng lão con ngươi xâm nhiên nhìn Tư Mã Khôn, lạnh như băng nói. Vậy lời nói lạnh như băng trình độ, coi như là Tư Mã Khôn, vậy ngay tức thì cảm giác sợ hãi đứng lên. Không dám, không dám. Thủ tọa đại nhân, ta không phải cái ý này. Vậy Tư Mã Khôn lập tức thần sắc thương hoảng hốt nói. Hắn rõ ràng, hắn dưới tình thế cấp bách, là nói sai. Ở nơi này nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ, nếu là thủ tọa hộ pháp thật kéo hạ mặt, đi phá xấu xa Trần Phi tiểu tử này thủ đoạn, truyền đi, sợ rằng cũng không biết sẽ lâm vào là bao nhiêu năm trò cười. Một mình ngươi thành danh đã lâu lão già kia, bao nhiêu tuổi? Nếu là liền một cái đứa nhỏ đều sợ, cần gì phải dứt khoát tìm khối đậu hũ đụng chết? Nghĩ đến đây, coi như là vậy Tư Mã Khôn hiện nay trong lòng lại bất an, hắn vậy không dám nói sau bất kỳ nói nhảm. Sát theo, liền gặp vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão mặt không cảm giác, cầm trong tay cây nạng, cả người chảy xuôi kinh khủng màu đen huyết khí khí lưu, trong mắt lãnh đạm trước nhìn Trần Phi bên kia cử động. Nhưng mà, hắn lại không có bất kỳ muốn ngăn cản ý nghĩa. Chẳng qua là lẳng lặng nhìn. Một là bởi vì là kéo không dưới mặt, thứ hai là bởi vì là, đến hắn loại độ cao này cùng tầng thứ, sao có thể sẽ đối với chính hắn, không có lòng tin. Cùng lúc đó, vậy trong không khí âm bạo thanh cũng đã là càng ngày càng lớn tiếng. Trọng yếu nhất chính là, tất cả mọi người tại chỗ lúc này đều có chút kinh hãi, cùng kinh nghi bất định nhìn Trần Phi, cùng với ở đó giữa không trung, đang hướng Trần Phi cấp tốc bay nhanh, không có bất kỳ chậm lại khuynh hướng yêu thần con rối. Như vậy ngắn khoảng cách, nếu là lại không chậm lại nói, nhất định sẽ là muốn đụng phải. Thằng nhóc này, hắn đến tột cùng là muốn làm gì? Yêu thần hóa linh. Cũng chính là vào lúc này ở giữa chính giữa, Trần Phi khóe miệng như có thật thấp lẩm bẩm tiếng vang lên. Hắn ánh mắt, cứ như vậy nhìn thẳng và mình chỉ có rất khoảng cách gần chi diêu khổng lồ hắc kim yêu thần con rối. Sát theo, hắn lại có thể cười, hắn vậy xông ra ngoài. Thẳng tắp xông về vậy thật ra thì cuồng liệt yêu thần con rối. T, hắn kết quả muốn làm gì? Tại chỗ đông đảo người trực tiếp là bị như vậy một màn làm cho sợ hết hồn, trong lòng sợ hãi đứng lên, khó tin nói. Đây là đang muốn chết sao? Như vậy thân thể cao lớn, và như vậy tốc độ cực nhanh, chỉ như vậy thẳng đơ đeo đi, không chết, khẳng định cũng biết trọng thương. T, cái này hắn CMN, coi như sau đó một khắc, trên mặt bọn họ thần sắc nhưng bỗng nhiên thay đổi. Thậm chí là, lau một cái sợ hãi đều là sau đó kịch liệt hiện ra. Khó tin, chỉ gặp vậy hắc kim yêu thần con rối, lại có thể, trực tiếp là dung nhập vào Trần Phi vậy trong thân thể. Làm vậy hắc kim yêu thần con rối thân thể cao lớn nhanh chóng sau khi biến mất, thay vào đó là, Trần Phi thân thể, ngật đứng ở đó trên bầu trời, nhắm mắt lại, da thịt trực tiếp là lưu chuyển màu vàng sậm sáng bóng, từng viên lớn chừng ngón cái màu đen sấm sét quang cầu vòng quanh hắn thân thể vần quanh. Giơ tay nhấc chân ở giữa, lại là có một loại không cách nào hình dung uy năng lan tràn ra. T. Vậy Bùi gia nhị trưởng lão. Đường đường trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp cao thủ Bùi Bằng Tiêu thấy tình cảnh này, cũng là không nhịn được bỗng nhiên sắc mặt kinh biến đứng lên, ánh mắt bạo xúc, khó tin, nói cái này, hắn. Không chỉ là hắn, tại chỗ rất nhiều người hiện vào lúc này nhìn về Trần Phi ánh mắt, đều là tràn đầy sợ hãi, tràn đầy rung động. Vậy yêu thần con rối đi đâu? Bị hắn hấp thu được trong thân thể đi. Cái này CMN làm sao có thể? Ca, thấy tình cảnh này, coi như là vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão, hiện vào lúc này đều là không nhịn được sắc mặt âm mai, chợt trên dưới cắn răng, phát ra thanh âm chói tai, gương mặt cùng ánh mắt sắc thái, lộ vẻ được vô cùng là âm nặng. Hết sức khó khăn xem. Phải biết, hắn thật đã rất cao đánh giá Trần Phi người thủ đoạn và lá bài tẩy, nhưng là bây giờ, một màn này, nhưng lại lần nữa ngoài hắn dự liệu. Yêu thần hóa linh, hắn có nghe nói qua, chính là yêu thần tông trông nhà bản lãnh, nhưng vấn đề là, tiểu súc sinh này, làm sao biết hiểu được? Chẳng lẽ tiểu súc sinh này thật là bên trong vực yêu thần tông người?
có thể, nhưng mà vậy yêu thần tông không phải đều đã cử tộc rời, theo vị kia cái thế vô địch nhân vật lớn, đi bá hoàng vực sao? Càng muốn, Bùi gia thủ tọa trưởng lão trong lòng thì càng có chút phát hoảng, sắc mặt âm tình bất định, muốn thật là yêu thần tông, coi như là bọn họ Bùi gia chủ mạch, cũng là nhất định không trêu chọc nổi à. Thằng nhóc, ngươi là yêu thần tông người. Rồi sau đó liền gặp hắn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh nhạt nói. Yêu thần tông, Trần Phi ngớ ngẩn, không nói gì, nhưng lại lắc đầu một cái. Hiện vào lúc này, hắn lập ở giữa không trung trên, lăng không trung đứng, hoàn toàn có thể cảm giác được, ở hắn bên trong thân thể, có một cổ vô cùng lực lượng cường hãn đang cùng hắn tạm thời đồng hóa trước. Không ngừng cọ rửa hắn xương cốt, còn có thân thể. Thật sự là, tốt lực lượng cường hãn. Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhàn nhạt lóe lên, trong lòng khen ngợi một câu, không nghĩ tới cái này trận kinh không truyền thụ cho miệng của hắn quyết, lại có thể mạnh như vậy hãn, bá đạo như vậy, lại để cho hắn trực tiếp là cùng vậy hắc kim yêu thần con rối tạm thời dung hợp. Vậy chờ lực lượng, trực tiếp là trong khoảng thời gian này tăng vọt nhiều gấp mấy lần. Mà lúc này hắn, nếu là ở và Thương Khôn, Lam Kình hai tên kia giao thủ, sợ rằng không cần phí lực lượng gì, là có thể dễ dàng, đem bọn họ hai người cùng nhau hàng phục. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi khóe miệng le lưỡi ra lệ khí liếm liếm, ngẩng đầu lên, nhìn đối phương vậy âm tình bất định sắc mặt, nhàn nhạt nói, ngươi cũng không cần đoán ta có phải hay không cái gì đó yêu thần tông người, ta có thể nói rất rõ ràng cho ngươi, không phải. Cho nên bây giờ, chúng ta có thể cứ việc chơi chơi đi. Vèo. Làm vậy một chữ cuối cùng tiếng nói rơi xuống lại tới sau đó. Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi đột nhiên sáng bóng kích động, chiến ý bay lên, hạ một thoáng, chân hắn trưởng dẫm một cái, đúng cái bóng người trực tiếp là giống như quỷ mị vậy, lưu chuyển màu đen sấm sét quang cầu giống vậy hơi thở, xuất hiện ở vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão sau lưng. Hắn năm ngón tay đưa ra, lòng bàn tay quay lại, đột nhiên vỗ xuống, toàn bộ bàn tay, nhất thời vào giờ khắc này đều tựa như là hóa thành mặt màu đỏ thẫm bàn tay. Oanh! Bàn tay kia phía trên, quanh quẩn đếm không hết màu đen sấm sét quang cầu, trọng yếu hơn chính là, những cái kia sấm sét quang cầu còn vào lúc này điên cuồng tốc độ cao xoắn ốc trước, làm mắt thường xem cũng không thấy rõ, nhưng lại vẫn là thả ra kinh khủng hơi thở, hướng vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão hung hăng đập xuống. Ung ung, ầm 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 long. Liền vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão cũng chưa kịp phản ứng cái gì, một khắc sau, hắn ngay phía dưới chu vi mấy trăm mét đất đai, trực tiếp là sụp xuống. Một cái lớn vô cùng trưởng ấn, khắc ở trên vùng đất. Âm âm điếc tai. Như một trưởng này, thật là khủng bố. Ngươi có phải hay không quá tự cho là. Có thể vậy Bùi gia bàn tay trưởng lão thấy tình cảnh này, sắc mặt nhưng đột nhiên dữ tợn, trong tay cây nặng một phung, trực tiếp là biến thành một cái dữ tợn hắc xà, răng nanh nhọn, hắc khí ngất trời, giữa trời đất, nhất thời có máu tanh màu đen hơi thở lan tràn ra. Trần Phi một trưởng này cùng vậy cây nạng hóa thành màu đen hung hãn đụng vào nhau, tại một chớp mắt kia, ngọn lửa kinh khủng còn có sấm sét trùng tia sáng, cùng với màu đen huyết khí khí lưu tựa như cùng là mất khống chế vậy, cuồng liệt nổ ra, cuốn lên trời cao, hiện lên bốn phương. Vậy uy thế kinh khủng, vậy sóng trùng kích cường hãn, làm tất cả mọi người tại chỗ đều giống như là cảm thấy địa ngục hạ xuống vậy, quá mức sợ hãi, kinh người. Vèo, vèo. Cùng lúc đó, vậy Trần Phi cùng với Bùi gia thủ tọa trưởng lão thân thể cũng là vào giờ khắc này, đồng thời về phía sau thụt lùi ra, ai cũng không có chiếm được cái gì lên phong. Nhưng chính là như vậy, vậy thật đã đủ rồi. Tại chỗ rất nhiều người ánh mắt đã là hoàn toàn ngây dại ra. Hắn lại có thể, thật làm được. Bọn họ khó tin, từ một cái tất cả mọi người bọn họ cũng nhận là không có lực phản kháng chút nào người tuổi trẻ. Đến bây giờ có thể cùng một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ chính diện chống lại, mà không rơi chút nào phía dưới. Cái này ý vị như thế nào? Mọi người chỉ là liền ở trong lòng hơi suy nghĩ một chút, cũng là cảm giác kinh hãi muốn chết, da đầu nổ tung, khó mà tin tưởng. Mà ở nơi này được rung động người chính giữa, nhất không nói, trầm mặc nhất, nhất trong lòng gợn sóng nổi lên bốn phía người, chỉ sợ cũng chẳng qua là vậy Thanh Long Câu câu chủ, Nguyễn Thanh Long liền chứ. Chỉ gặp vậy Thanh Long Câu cuối đường phố, tử lầu chóp đỉnh nhất, hắn vậy mềm yếu bộ dáng thư sinh bóng người, yên tĩnh đứng thẳng, chẳng biết lúc nào lại một lần nữa quay trở về. Mà ở hắn bên người, vậy trúc lão cũng ở đây. Chỉ gặp mắt mâu kinh hãi trước, nâng lên tay,
chỉ lưu chuyển trần trụi mang cùng với hắc kim sáng bóng trần phi bóng người, môi đều là cảm giác đánh run run, ánh mắt run rẩy đến mức tận cùng, khó tin, nói, vậy. Hắn thật là Trần Phi Trần Đại Sư. Hiển nhiên, như vậy thay đổi, cùng với sự thật, đã là hoàn toàn làm hắn lâm vào sâu đậm rung động chính giữa. Nguyên lấy là, hắn đối với đối phương đánh giá, đã đủ đánh giá cao, mà bây giờ, ai biết, Trần Phi nội tình và lá bài tẩy, nhưng là một lần lại một lần xông lên hủy, đánh tan hắn thế giới quan. Cái này CMN, thật là, hắn CMN là người sao? Vậy Nguyễn Thanh Long không lên tiếng, chẳng qua là hắn trong con ngươi rung động, vậy giống nhau, muốn che giấu, cũng không che giấu được. Ngươi, bên kia, vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão ổn định thân hình, ánh mắt vô cùng khói mù nhìn Trần Phi, da mặt lay động, gắt gao nhìn chằm chằm, hồi lâu sau mới gặp hắn hung hăng khạc ra một hơi, trên mặt lộ ra tàn nhẫn mỉm cười, nói, không sai, dám ở diện tiền bổn tọa phách lối như vậy, ngươi bây giờ thực lực, ngược lại là thoáng đủ nhìn. Phải không, vẻn vẹn chỉ là đủ nhìn mà thôi sao, ta còn lấy là, bây giờ ta, có thể làm cho ngươi thoáng cảm giác được, có như vậy một ít sợ chứ. Bây giờ nhìn lại, là ta suy nghĩ nhiều, Trần Phi cười một tiếng, cười mỉa vuốt khóe miệng, nói. Sợ, vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão chợt con ngươi rụt một cái, toát ra một cổ minh mông sát ý, tàn nhẫn nhìn chằm chằm Trần Phi, uy nghiêm nói, xem ra không cho ngươi điểm chân chính dạy bảo, ngươi là thật không biết thiên bao cao. Đất nhiều dày. Đã như vậy, vậy bổn tọa thành toàn cho ngươi, để cho ngươi nhìn một chút, bổn tọa lực lượng chân chính, là cái gì? Oanh! Đi đôi với vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão cuối cùng lời lạnh như băng âm rơi xuống, một cổ ngất trời cường hãn khí thế xuất hiện, màu đen huyết khí đầy trời. Phải không, để cho ta kiến thức một chút thiên bao cao, đất nhiều dày. Tốt lắm, vậy ta bây giờ liền, mỏi mắt mong chờ. Trần Phi lúc này cũng là cười. Nhưng lại cười rất lệ khí, rất tàn nhẫn, rất uy nghiêm. Hắn cũng chỉ có một nén nhang thời gian, cho nên, cũng sẽ không cùng người khách khí cái gì. Cho nên, người nếu là thật có bản lãnh, vậy thì cứ việc dùng đi ra, thử một chút tốt lắm. Chúng ta xem, ai sợ ai. Tiểu súc sinh, đây là chính người tìm, có thể không oán ta được. Vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão dữ tợn già nua gương mặt bộc phát ra lau một cái xâm nhiên cười nhạt. Hất tay một cái bên trong cây nặng, nhất thời, một cổ giống như là màu đen con sông khủng bố đánh vào liền hoảng sợ gào thét liền đi ra. Không chỉ có như vậy, hắn còn hướng Trần Phi chỗ ở phương hướng ngang nhiên cuốn đi, tung tóe ra kinh khủng năng lượng, màu đen huyết khí đầy trời. Kinh người cực kỳ. Thấy tình cảnh này, coi như là hiện nay trung cực cường hãn dưới trạng thái Trần Phi, cũng có chút ánh mắt ngưng nhiên. Bởi vì là hắn hoàn toàn có thể cảm giác được. Màu đen kia con sông chính giữa ẩn chứa cái loại đó kinh khủng uy năng. Nếu là bị ngay mặt đánh chúng, sợ rằng, tất nhiên sẽ bị thương nặng. Vì vậy, hắn vậy không dám lạnh nhạt, hất tay một cái, vậy vần quanh ở bên cạnh hắn màu đen sấm sét quang cầu trực tiếp là hợp thành một mặt từ trên xuống dưới hiện lên quang màu đen bình phong che chở, ngăn ở phía trước. Tia sáng kia giống như là màu đen rượu ngày vậy, hết sức lóng lánh. Dẫn động mọi người con ngươi. Rồi sau đó, màu đen kia huyết khí con sông gắng gượng bạo kích ở màu đen sấm sét quang cầu trên màn ảnh, tung tóe ra kinh khủng uy năng, khiến cho được phạm vi này đếm trong phạm vi trăm thước, đều tựa như là ngay tức thì làm một thanh. Mây khói nổi lên bốn phía. Màu đen kia khí huyết con sông trực tiếp là biến mất. Bùi gia thủ tọa trưởng lão trong tay vậy cây nạng run rẩy kịch liệt, ánh sáng loạn xạ, giống như là muốn gãy lìa hết. Đó là do màu đen sấm sét quang cầu tạo thành màn ảnh vậy chấn động biến mất. Rất nhiều sấm sét quang cầu đều ở đây cái này trong đụng chạm tiêu tán ở không, cho người cảm giác và giác quan, không thể thoáng trở nên yếu đi một ít. Hô! Lão nhi không đi cũng không lễ phép. Lão gia, nếu không người vậy nếm thử một chút ta thủ đoạn. Trần Phi trên gương mặt mang cười nhạt, lưu chuyển màu đen sáng bóng da thịt trên, nhanh chóng ngưng kết ra từng đạo màu đỏ thẫm tam dương chân hỏa kiếm khí. Tràn ngập đã biến dị tiểu viên mãn kiếm ý, ngắn ngủi bất quá mấy hơi thở thời gian, liền là có dòng dã 36 đạo hoàn toàn xuất hiện ở vậy trên bầu trời. Nghịch không kiếm trận. Đi đôi với đạo này Trần Phi lạnh lùng tiếng quát khẽ, vậy quanh quẩn ở giữa không trung 36 đạo tam dương chân hỏa kiếm khí, trực tiếp là hợp thành một đạo kinh khủng kiếm trận. Thả ra mênh mông kiếm khí khí thế, làm người ta rợn cả tóc gáy, da đầu nổ tung,
ánh mắt bỗng nhiên sợ hãi đứng lên. Cái này, đây là kiếm trận. Không ít người môi khô khốc líu díu lên tiếng, nhận ra Trần Phi thủ đoạn này, chính là kiếm trận. Mà loại vật này, bất kỳ một loại kiếm trận, ở bọn họ trong ấn tượng đều là uy năng cực kỳ cường hãn. Điểm chính là, kiếm trận huyền diệu vô cùng, cho nên có thể được sáng tạo ra, cùng với tích trữ đời số lượng đều là vô cùng thiếu. Chẳng lẽ nói hắn liền loại này hiếm thấy cực kỳ kiếm đạo bí kỹ cũng biết. Vẫn là đổi loại giải thích, thằng nhóc này, hắn kết quả lại còn có nhiều ít lá bài tẩy, nhiều ít nội tình, không có bại lộ ra. Đây quả thực có chút chân thực quá kinh người, quá đáng sợ. Không phải sao? Ông, vèo, vèo, vèo. Làm vậy nghịch không kiếm trận xuất hiện thời khắc, cơ hồ là vậy một đám mây không chung, vậy một mảnh bị kinh khủng này kiếm trận bao quanh khu vực, đều là bính làm bắn ra chói tai kiếm khí chiến minh, âm bạo tiếng. Vậy trong không khí khắp nơi đều là kiếm khí qua lại, cùng với tê liệt thanh âm, làm người ta hoàn toàn cũng không nhịn được sau lưng, cổ ở giữa đều có chút lạnh cả người đứng lên. Tim run run. Như vậy kinh khủng cảnh tượng, đừng nói là tu sĩ bình thường, coi như là Tư Mã Khôn, Bùi Huyền Đông bọn họ, hiện vào lúc này cũng hoàn toàn theo bản năng là trong mắt hoảng sợ. Tim phanh thẳng thắn nhảy loạn, khó mà bình thường hô hấp. Lại là kiếm này trận, trong thức hải, coi như là trận kinh không cũng không nhịn được hơi than thở một tiếng. Cái này chói mắt lập tức, tựa hồ đã qua thời gian rất là dài liền à. Từ vậy trái đất lại trở lại cái này tu chân giới, từ ban đầu cái đó ở hắn trong mắt hoàn toàn là con kiến hôi tiểu tử, đến bây giờ. Coi như đối thủ là trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ, cũng dám chút nào không e ngại, cùng chi đang đối mặt với ngạnh cương. Bực này thiên phú. Bực này tiềm lực, thật là dùng quái vật để hình dung, cũng không quá đáng chút nào à. Đây là ta cho ngươi đáp lễ, lão gia, có thể muốn tiếp hảo nha. Nhưng vào lúc này, vậy giữa không trung, Trần Phi tuét miệng cười lên, chẳng qua là tiếng cười kia chính giữa, như thế nào nghe, cũng rõ ràng cho thấy có một cổ tử lạnh lùng, cùng với sơ sắc tiêu điều ý. Rồi sau đó vậy làm người ta cảm giác ra đầu nổ tung nghịch không kiếm trận. Trực tiếp là ầm ầm vận chuyển phát động lực, kiếm khí ngất trời, xé vân không, chiếm đoạt vậy hết thảy. Nhàn rỗi sắc mặt kia kinh biến Bùi gia thủ tọa trưởng lão ùng ùng đè đi. Nhất thời, sấm sét sét đánh, quang cầu đầy trời, đỏ rực như lửa, kiếm khí như mây. Rậm rạp chằng chịt đem vậy mảnh bầu trời cũng che phủ, lan tràn mấy chục mét, từ thiên ầm ầm rơi xuống. Vô cùng đáng sợ. Lúc này... Vậy nghịch không kiếm trận chính giữa mỗi một đạo kiếm khí đều là có thể nói hủy diệt. Liền Tư Mã Khôn như vậy trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ cũng không có sức đi tiếp một chút, bởi vì là sợ rằng chỉ là liền lần này, hắn liền không gánh nổi. Sẽ bị trọng thương. Đáng chết. Vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão nhìn một màn này, cũng là con ngươi đột nhiên xúc tới mũi châm, tim đập loạn, cảm thấy nguy cơ, cảm thấy nguy hiểm. Đây nếu là thả lúc trước. Hắn căn bản hoàn toàn cũng sẽ không cân nhắc loại chuyện này. Giống như là Trần Phi như vậy tiểu tử trẻ tuổi, có thể cho hắn như vậy trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ mang đến nguy hiểm. Có thể sao, nằm mơ còn không sai biệt lắm. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều đã xuất hiện, sự thật, ở hắn trên mặt hung hăng sáng một bạt tai. Bởi vì là Trần Phi cái này trung cực cường hãn dưới trạng thái lực lượng, thật đã vượt qua hắn dự đoán, hắn tưởng tượng. Nhưng mà... Vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão lại đột nhiên giận dữ ngược lại cười, bước ra một bước, khuôn mặt đổi được dữ tợn, nhìn về Trần Phi, uy nghiêm vô cùng thanh âm ở đó vân không trong vang tới. Thằng nhóc, xem ra ngươi là thật chưa thấy quan tài không rơi lệ. Tốt lắm, vậy đã như vậy. Bổn tọa, thành toàn cho ngươi. Ở nơi này lạnh lẽo tiếng nói rơi xuống tới ngay tức thì, một cổ kinh khủng khí thế, trực tiếp là từ vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão khô lục xoát bên trong thân thể bộc phát ra. Hắc ma huyền sấm, vậy một đạo lạnh lẽo vô cùng già nua thanh tựa như là ác ma nói nhỏ. Rồi sau đó, từ vậy trong tay hắn cây nạng bên trong trực tiếp là có một đám mây đen lớn vô cùng vô tận xông ra, chen đầy bầu trời, nói ít bầy có gần ngàn gạo phạm vi. Ở nơi này chốc lát trong thời gian, ban ngày đều tựa như là bị che phủ, thành ban đêm. Oanh! Đột nhiên, mây đen kia trong vang khắp một tiếng sấm, phảng phất là từ mọi người tâm linh chỗ sâu vang lên như nhau. Làm tất cả mọi người linh hồn cũng làm chấn động run lên một cái, rồi sau đó ánh mắt kia run rẩy nâng lên, nhìn bầu trời. Chỉ gặp vậy đầy trời mây đen cuồn cuộn trong, không biết lúc nào,
đã sớm bị một viên lớn vô cùng màu đen hình cầu nơi tràn ngập. Ở màu đen kia hình cầu chung quanh, từng luồng màu đen huyết khí tựa như là nuôi liệu vậy, bất kể vây quanh hắn vẩn quanh, vây quanh hắn tưới. Chớp mắt giữa thời gian, màu đen kia hình cầu tản mát ra hơi thở, hòa khí trận, đã đổi được vô cùng cường hãn. Làm tất cả mọi người sâu trong đáy lòng đều cảm giác được kinh hoàng. Sợ. Thậm chí liền vậy nghịch không kiếm trận trước triển hiện ra cường hãn khí thế, lúc này, vậy đều có chút bị màu đen kia hình cầu uy năng chiếm đoạt một ít. Lộ vẻ được hơn nữa chói mắt, hơn nữa đoạt hạng mục. Thấy tình cảnh này, coi như là hiện nay dưới trạng thái Trần Phi, cũng là không nhịn được con ngươi ngưng ngưng, không nói nữa nói. Nhưng sau đó, liền gặp hắn vậy tấm trẻ tuổi gương mặt trên, bỗng hiện ra dữ tợn hung ác khí. Không hổ là trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ, thật rất khủng bố à. Bất quá, vậy thì thật là tốt, tới nhất quyết hơn thua đi. Đi đôi với vậy hung ác diễn cảm, cùng với một tiếng này quát chói tai, Trần Phi không do dự nữa, điều khiển vậy nghịch không kiếm trận giống như là một tòa thật to kết giới vậy, toát ra kinh khủng khí thế và kiếm khí, hướng càng trước mặt cuồng liệt đẩy tới. Chưa từng có từ trước đến nay, không có lùi bước. Ung ung, âm 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 âm. Nhưng cũng chính là vào lúc này, vậy ùn ùn kéo đến trong mây đen lòng màu đen hình cầu vậy bắt đầu đáp xuống, không khí làm một thanh, ngay tức thì cũng trực tiếp là bị bốc hơi khô. Sau đó, hung hăng, cuồng liệt vô cùng đụng vào vậy nghịch không kiếm trận lên. Khác một cổ bỗng nhiên nhấc lên ánh sáng và gợn sóng, trực tiếp là đem tất cả mọi người tại chỗ, còn có vậy Trần Phi, Bùi gia thủ tọa trưởng lão, cho toàn bộ đều tiệc cuốn vào. Cái này ngay tức thì, toàn bộ trời đất đều tựa như là hơi làm dừng lại một chút. Nhưng sát theo, vô tận sóng cuồng nhưng là vang dội thiên địa này. T, chạy mau, những cái kia người xem cuộc chiến trực tiếp là ngu cũng, đầy mặt kinh hãi, đầy mặt rung động, ở bừng tỉnh sau đó, không chút do dự điên cuồng hướng xa hơn khu vực rút lui. Bởi vì làm cho này đánh vào thật sự là giống như quá hủy diệt vậy. Vậy nổ trung tâm, chu vi ít nhất hơn 1.000 mét trong phạm vi. Tất cả hết thảy, đều bị rời bình. Đất đai lại là tầng tầng đang sụp đổ. Hồi lâu sau, vậy bên trong khu vực, hai lớn khủng bố chiêu số giao hội trung tâm, trực tiếp là có một cái hố sâu to lớn xuất hiện. Vậy hố sâu bên trong, trung tâm nhất vị trí, ít nhất so với trước đó hướng xuống bị rời bằng nhau mấy chục mét, khói đen bốc lên. Hắn, bọn họ, lưỡng bại câu thương sao? Lại xem vậy trong chiến trường lòng Trần Phi cùng với Bùi gia bàn tay trưởng lão hai người. Rất nhiều người nhìn về hai người lúc này đứng phương hướng, đều là con ngươi rụt một cái, phát ra từ nội tâm có dũng khí lạnh lẽo. Chỉ thấy vậy, Trần Phi trên người trực tiếp là có chút nổ tung, chảy ra rách thịt, máu tươi ràn rụa, mà vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão khóe miệng lại là trực tiếp treo một cái màu đen vết máu, cả người phảng phất là không ức chế được, đang run rẩy. Ngươi, ngươi tốt, ngươi thật rất tốt. Đang trầm mặc hồi lâu sau đó, vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão run rẩy thân thể. Rốt cục thì có chút dừng lại. Rồi sau đó, chỉ gặp hắn chậm rãi nâng lên vậy còn có chút run rẩy trước, nếu như là móng gà vậy, khô lục xoát bàn tay, ở đó bên khóe miệng lên dùng sức xoa xoa. Lúc này mới ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, giá rét nói. Thanh âm kia, băng hàn đến trực tiếp là làm người ta có chút da đầu tê dại, có chút rợn cả tóc gáy. Hiển nhiên, hiện vào lúc này cuối cùng tỉ thí kết cục. Lại có thể sẽ là lưỡng bại câu thương. Đây đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính là sỉ nhục, là hoàn toàn chuyện không có cách nào khác. Có thể chuyện này thực, nhưng chính là như vậy tàn khốc. Thực tế ở hắn trên mặt hung hãn sáng một bạt tai, cũng nói cho hắn, Trần Phi, vậy không biết nhỏ hắn nhiều ít tuổi người tuổi trẻ, lại có thể thật sự là, không thể so với hắn yếu. Hắn có sức chiến đấu, là có thể cùng chi lưỡng bại câu thương. Nghĩ đến đây, vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão thật là sắp điên rồi. Vô cùng sỉ nhục bao phủ hắn tâm linh, cái loại đó không cách nào nói rõ tâm tình, còn có run rẩy cảm giác, cũng vào lúc này, hung hãn gặm ăn hắn nội tâm. Ta biết ta bây giờ rất tốt, cho nên, cũng không cần ngươi hiện đang một mực không ngừng lặp lại. Ngươi có phiền hay không? Nhưng vào lúc này, Trần Phi vậy mang một chút xíu hí ngược thanh âm bỗng ở giữa đất trời này vang lên. Nhất thời dẫn được tại chỗ không ít người cũng con ngươi rụt một cái, nhưng lúc này, ở bọn họ trong lòng, cũng đã lại không có bất kỳ một người, cảm thấy Trần Phi cuồng ngông, hoặc là không có cái loại đó tư cách cuồng ngông.
có thể đem một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ đánh hộc máu. Cái này đã đủ để chứng minh hết thảy. Hắn là có như vậy tư cách, ở nơi này cuồng ngông, ở nơi này phách lối. Coi như là mạnh như Bùi gia thủ tọa trưởng lão như vậy hào hùng, nhân vật hung ác, vậy vẫn là không có biện pháp cầm hắn như thế nào. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều im lặng, trong chốc lát yên tĩnh không tiếng động. Nhưng tất cả mọi người bọn họ ánh mắt, đều cơ hồ là rơi vào Trần Phi vậy mặc dù nhuộm máu, nhưng dị thường lộ vẻ được đẹp trai trẻ tuổi trên gương mặt mặt, không hẹn mà cùng, ánh mắt đồng loạt đều là tràn đầy vẻ kính nể. Như vậy quái vật, như vậy yêu nghiệt, thật là không phải là người à. Mà nghe được Trần Phi như vậy lời nói, miệng kia rác còn dỉ ra một ít màu đen vết máu Bùi gia thủ tọa trưởng lão ra mặt hung hăng run lên. Nhưng cuối cùng, lần này hắn nhưng lại có thể không có tức giận, mà là nhìn Trần Phi, âm thấm thấm nói. Đồ lấy ra, chuyện lúc trước, xóa bỏ. Hắn mặt đầy đều là hàn quang nói. Mà ở hắn trong nội tâm, quả thật cảm giác được xấu hổ, cảm giác được sỉ nhục, cảm giác được có như vậy từng tia run sợ. Chẳng bao lâu sau, hắn làm sao sẽ nghĩ đến, lấy hắn thân phận, hắn thực lực, lại có thể sẽ giống như bây giờ, hướng Trần Phi thương lượng, nói chuyện. Đây quả thực là kể cả chính hắn ở bên trong, mỗi một người cũng không thể trở về tưởng tượng sự việc. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ, như vậy hoang đường sự việc, nhưng rõ ràng xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này, nhất định chính là ngoại hạng. Lấy ra, lấy cái gì cầm, ta tại sao phải cầm? Có thể nghe hắn những lời này, Trần Phi nhưng híp một cái con ngươi, lạnh lùng nói. Chút nào không bất kỳ hòa giải ý. Ngươi nói cầm thì cầm, ngươi nói đánh là đánh, ngươi nói tính cũng được đi. Vậy hắn Trần Phi, còn giống như nói cái gì? Nghĩ đến đây, hắn trong xương cốt vậy hung tính chưa thối lui, bây giờ, lại có chút bị kích phát ra. Một tiếng nổ, chỉ gặp hắn quanh thân toát ra kinh khủng trần trụi hồng, còn có màu đen kia sấm sét quang cầu, kiếm khí gào thét cùng sâu màu đen sáng lạng ở giữa, tản mát ra đáng sợ uy năng. Lại có chút muốn ý động thủ. T. Rất nhiều người không nhịn được lần nữa rung động đến ngược lại hút khí lạnh, không nghĩ tới cũng đến bước này, cái này Trần Phi, còn không muốn dừng tay nói và. Còn không muốn chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, lại còn muốn động thủ nữa. Thằng nhóc này, hắn là thật hắn mà muốn cùng Bùi gia không chết không thôi sao. Vẫn là nói, trong xương, hắn chính là một cái hoàn toàn người điên à. Ngươi, nhìn Trần Phi vậy mang hung ác khí như lưỡi đao vậy lạnh lùng ánh mắt, còn có kinh khủng kia kinh người khí thế, may là Bùi gia thủ tọa trưởng lão hắn như vậy thân phận, hắn như vậy sức chiến đấu, cũng là không nhịn được ra đầu hung hăng nổ nổ. Lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, giống như là ở xem một cái đáng giận người điên. Ánh mắt kia, lại là có chút không vì sao làm sao. Đúng vậy, liền là không thể làm gì. Bởi vì là vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão cũng không biết Trần Phi hiện dưới trạng thái như vậy, là chỉ có một nén nhang kéo dài kỳ hạn, hắn chỉ biết là hôm nay nếu là thật khai chiến, sống chết giao phong. Như vậy, coi như là hắn đến cuối cùng có thể miễn cưỡng lấy giành thắng lợi, nhưng... Vậy tuyệt đối tất nhiên sẽ bỏ ra cực kỳ thảm trọng giá phải trả. Mà đây loại giá phải trả, rất có thể là hắn vậy phải bồi chết. Hoặc là nói, người bị thương nặng, mấy chục năm không khỏi bệnh. Có thể như vậy hậu quả, hắn thật sự có cần thiết đi gánh vác, đi chịu đựng sao? Người đều là ích kỷ động vật, chớ nói chi là, hắn đời này không biết là khổ tu nhiều ít cái trời đông giá rét, mới rốt cục là nấu đến bước này, tận hưởng nhân thế sầm uất. Ở nơi này ưng giản hạp vạn dặm trên đất bị tôn là cao nhất. Cho nên, như để cho hắn vì một ít cái gọi là mặt mũi, vì một bản cũng không biết đến tột cùng là cất giấu có vật gì cái gọi là bản đồ bảo tàng, đi theo một cái có thể giết chết người hắn, sống chết đổ máu, cầm số mệnh đi đổi, cái này đáng giá không? Hiển nhiên, ở hắn xem ra, cái này cũng không đáng. Huống chi, coi như hắn hôm nay thua, chẳng qua cũng chính là bị người giễu cợt. Cười nhạo một đoạn thời gian, nhưng cái này rất nhanh liền cũng sẽ đi. Thời gian sẽ ma bình hết thảy. Hơn nữa rất nhanh, thành U Lang Bùi gia chủ mạch bên kia nếu là nhận được tin nói, thì biết lại phái người, phái cường giả lợi hại hơn cao thủ tới đây. Đến lúc đó, tiểu súc sinh này coi như là yêu nghiệt đi nữa, lại quái vật, vừa có thể như thế nào. Không giống nhau là tự đào mộ. Hơn nữa, cái này chuyện trọng yếu nhất là... Chính hắn nhiều lắm là cũng chính là lại bị gia tộc trừng phạt một phen, là có thể không quan tâm,
để cho người khác tới là chuyện này liều mạng, hắn thì có thể an toàn, an ổn xuống. Như vậy không tốt sao? Cho nên đối mặt Trần Phi Cường thế như vậy vô cùng thái độ, vậy trước thái độ vô cùng cao cao tại thượng Bùi gia thủ tọa trưởng lão, lúc này, lại cũng có chút trầm mặc xuống. Mà một màn này, hắn yên lặng, rơi vào cái này vậy vô số nhìn chăm chú ở chỗ này trong tầm mắt, không khỏi đưa tới một ít kinh hãi ý. Bởi vì là, dẫu sao ai có thể tưởng tượng đạt được, đường đường một vị có thể nói là bá chủ trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ, bây giờ lại có thể, bị Trần Phi Cường thế còn có nhuệ khí chấn nhiếp, không dám nhìn thẳng tương chiến. Cái này há chẳng phải là nói, ở hắn trong mắt, Trần Phi mạnh mẽ, Trần Phi lý ngả, đã lên tới có thể làm hắn cũng vô cùng là kiêng kỵ trình độ. Nghĩ đến đây, vậy Tư Mã Khôn, Bùi Huyền Đông các người không nhịn được đáy lòng lạnh như băng. Cả người đang run. Chẳng bao lâu sau, bọn họ, như thế nào có thể đủ tiên đoán được như bây giờ một màn. Mà như vậy cường thế, như vậy thô bạo, rơi vào vậy tại chỗ đông đảo hai ánh mắt kinh hãi chủ nhân trong mắt, rất nhiều người cũng đã là hoàn toàn á khẩu không trả lời được. Thật chịu phục đứng lên. Bọn họ biết, có lẽ muốn không được bao lâu thời gian, sợ rằng Trần Phi tên chữ, liền đem sẽ truyền đãng toàn bộ Ưng Giản Hạp. Thậm chí, đến vậy xa hơn những thứ khác khu vực. Bởi vì là loại chiến đấu này lực, trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên tầng thứ, nhưng mà hoàn toàn có thể vượt qua một cái khu vực phạm vi. Hồi lâu sau, vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão con ngươi chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Phi, cuối cùng thở dài, nói, ngươi như vậy kiên trì, có thể hay không thật là quá đáng. Là vật gì chúng ta Bùi gia, người ngoài coi như là cầm đi, cũng không dùng. Các người nếu là sớm dùng như vậy thái độ, nói không chừng, vậy bức tranh bây giờ cũng đã vật quy nguyên chủ. Trần Phi nhàn nhạt nói, rồi sau đó, lại đột nhiên thoại phong nhất chuyển, bất quá bây giờ cũng đã chậm. Các người Bùi gia 3 điểm 4 lần lấn áp ta đến thăm, là thật làm ta Trần Phi dễ khi dễ. Cái này, các người Bùi gia có thể từng nghĩ qua, quá đáng hai chữ. Một nói đến đây, hắn trong lời nói phần kia hung ác hơi thở lại có thể lại bộc lộ ra ngoài liền một ít, nhìn lướt qua vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão các người, lại nhìn vọng ánh mắt kia có chút tránh né Bùi Bằng Tiêu, Bùi Huyền Đông các người. Giọng lãnh đạm nói. Nói nhiều vô ích, nếu muốn đánh, cứ tiếp tục đi. Bất quá lần này, ta nói trước minh, ta sẽ hạ tử thủ, các người từ cầu nhiều phúc. Vậy trong lời nói nơi tràn đầy dùng mình cùng sát khí, trực tiếp là làm vậy Tư Mã Khôn, Bùi Huyền Đông các người sợ hết hồn, da mặt run rẩy, thần sắc tái nhợt, tim đều có chút khó mà nhảy lên. Bởi vì là bọn họ rất rõ ràng, đánh tiếp nữa, nhất dễ chết, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ hai người mà thôi. Bây giờ Trần Phi, muốn giết chết bọn họ, dễ như trở bàn tay. Nghe vậy vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão già nua gương mặt âm trầm hồi lâu, cuối cùng vẫn là diễn cảm khói mù lắc đầu một cái. Ngược lại không phải là hắn nhớ Tư Mã Khôn, Bùi Huyền Đông hai người mạng nhỏ, mà là, chính hắn chân thực không muốn bốc lên phần này hiểm. Cho nên, cuối cùng liền gặp thật sâu sâu nhìn một cái Trần Phi, lãnh đạm nói, phải, đây là chính ngươi quyết định, ngày khác ta Bùi gia thành U Lang chủ mạch, những cao thủ khác cường giả tìm tới, ngươi cũng đừng hối hận. Yên tâm đi. Coi như là hối hận, thì phải làm thế nào đây? Đến lúc đó rồi hãy nói. Hơn nữa nói không chừng, đến lúc đó, tìm tới người nọ, cũng sẽ giống như hôm nay các người như nhau. Ảo não đi, thậm chí, bị ta lưu lại đâu? Trần Phi tuét miệng cười tàn nhẫn nói. Tương lai sự việc, lại có ai có thể nói rõ? Hắn híp mắt, tự lẩm bẩm nói. Ngươi, vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão nghe vậy, còn người xúc tới mũi châm. Lộ vẻ được vô cùng giận vô cùng. Lúc nào, hắn cũng có thể bị người như vậy không chút kiêng kỵ giễu cợt. Còn cái gì, ảo não đi. Nhưng mà, thỏa hiệp loại vật này, có một lần sẽ có lần thứ hai. Là sẽ ghiền. Cho nên, vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão cuối cùng cũng chỉ có thể rên lên một tiếng, lại hung hăng, gắt gao nhìn chòng chọc Trần Phi một cái, nửa câu không nói thêm nữa, xoay người rời đi. Thân ảnh kia trực tiếp là ở vân không trong trở thành một đạo nhàn nhạt lưu quang, cực nhanh cực nhanh. Thấy tình cảnh này, vậy hiện trường tất cả mọi người đều là thật giống như bị người thi triển định thân pháp như nhau, cương tại chỗ, không dám nói lời nào, yên tĩnh, yên lặng đến để cho người sợ. Vèo, vèo, vèo. Sát theo, vậy Bùi Bằng Tiêu, Bùi Huyền Đông, Tư Mã Khôn ba người cũng là chật vật cực kỳ phóng lên cao, nhanh chóng rời đi. Hiện nay cục diện này,
còn tiếp tục chảy xuống đi, bất quá là mất mặt mũi mà thôi. Hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là, bọn họ sợ Trần Phi đột nhiên nổi dậy, cầm bọn họ khai đao. Dù sao cũng đã là xé rách ra mặt, còn cần cố kỵ cái gì? Vèo, vèo. Lại là hai đạo thân ảnh lóe lên, nhưng là vậy thương khôn cùng với Lam Kình xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Chỉ gặp người sau nhìn vậy vân không trong nếu như là như sao rơi mấy đạo thân ảnh, nhíu mày một cái, yên lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng nói, chủ nhân, cứ như vậy thả bọn họ chạy, có phải hay không, quá tiện nghi bọn họ. Dù sao bọn họ Bùi gia cũng không biết thiện bày cam hiu. Nói được ngược lại cũng là, Trần Phi nghe vậy lầm bầm, ánh mắt cũng là chăm chú nhìn vậy cách đó không xa vân không lên bóng người, một khắc sau, liền gặp mắt thần đột nhiên đổi được có chút hung ác đứng lên. Người từ đầu tới đuôi búng liền lâu như vậy, tổng nên để cho ta ra hả giận chứ. Hắn khoát tay, từng hạt tròn kinh khủng màu đen sấm sét quang cầu liền trực tiếp xuất hiện, ngưng tụ thành một chuôi nửa thước chiều dài trường mâu, thả ra làm ra đầu nổ tung khí tức kinh khủng. Sau đó, màu đen kia sấm sét quang cầu trường mâu bất ngờ là từ hắn lòng bàn tay bây giờ cuồng liệt bạo bắn ra. Mang theo cuốn vô cùng kinh hãi khí thế cùng sát ý. T, cái này, hắn còn muốn làm gì? Mọi người đang thấy một màn này lại không nhìn được con ngươi rụt một cái, sắc mặt tái nhợt cùng kinh hãi. Bùi gia người đều đi, thằng nhóc này, hắn bây giờ đây là còn muốn làm gì? Phịch! Kế tiếp một tiếng hủy diệt nổ vang, nói cho bọn họ câu trả lời. Chỉ gặp vậy cách đó không xa vân không chính giữa Tư Mã Khôn, trực tiếp là bị đạo này sấm sét quang cầu trường mâu, xuyên qua thân thể, ban đầu nổ tung, phơi thây vậy vân không trong, máu vẩy. Không có chút nào phản kháng chỗ trống. Tiểu súc sinh, ngươi có phải là thật hay không cảm thấy bổn tọa không còn cách nào? Vậy xa xôi bầu trời, truyền tới một hồi oanh lôi vậy tức giận gầm thét. Lộ vẻ được đằng đằng sát khí, vô cùng hung hãn. Nóng nảy, ha ha, Trần Phi không thể đưa hay không cười một tiếng, nhìn xa vậy bầu trời xa xa, tuét miệng, nhàn nhạt nói, ngươi ngày hôm nay cho ta làm lớn như vậy chiến trận, không chết người giúp trợ hứng. Không phụ lòng các người Bùi gia như thế không chối từ vất vả sao? Chỉ là nói đến đây, vậy Trần Phi nguyên bản tuét miệng cười diễn cảm, nhưng chẳng biết lúc nào, đã lạnh lùng. Ta vẫn là câu nói kia, nếu muốn đánh, trở về, ta cùng các người. Không muốn đánh mà nói, liền cút, lời giống vậy ta không muốn nói thêm lần thứ ba, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Cái này hung hãn lời nói vang khắp trời đất. Làm rất nhiều người cũng ngạch trên đỉnh đầu liền mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Dám đối với một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ, hơn nữa còn là Bùi gia trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ nói loại này lời độc ác, thả loại này cuồng ngôn, sợ rằng, cũng chỉ có Trần Phi mới dám đã nói như vậy. Hơn nữa, hắn như vậy hung hãn lời nói, lấy được câu trả lời, là yên lặng. Một hồi trầm mặc, vậy rất xa vân không trên, lại không có bất kỳ đáp lại truyền tới. Mọi người tại đây làm một hồi run rẩy, nghiêm nghị. Theo vậy xa xôi bầu trời truyền tới yên lặng, tất cả mọi người đều không nhịn được mồ hôi trên trán hơn nữa dày đặc, sắc mặt trắng bệch, bởi vì là bọn họ rõ ràng, cái này yên lặng, là ý vị như thế nào. Là ý nghĩa đường đường Bùi gia, một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ, đang bị Trần Phi quát cút. Nhưng vẫn là gắng gượng đem khẩu khí kia nuốt xuống, như vậy thực tế, như vậy kết quả. Thật là làm bọn họ tim co quắp, khó tin. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, sự thật chính là sự thật, đặt ở trước mắt, cho đến vậy bao phủ xa xôi trên bầu trời kinh khủng khí thế, dần dần tiêu tán sau đó, vậy mọi người, đây mới là không nhịn được theo bản năng như chút được gánh nặng, đem cái trán kia lên còn đang nhỏ xuống mồ hôi hột chết lặng lau chùi đi. Vèo, phịch, mà nhưng vào lúc này, Trần Phi tay áo bảo vung lên. Quanh quẩn ở trên người hắn màu đen sáng bóng dần dần biến mất, một đồ vật khổng lồ sau đó trực tiếp là từ hắn bên trong thân thể vọt ra. Rơi trên mặt đất, đưa tới ra kinh người vang dội, mặt đất run run, làm vậy tất cả mọi người tại chỗ lại là không nhịn được con ngươi run rẩy, run lên. Bởi vì là vậy tôn đồ vật khổng lồ không phải những thứ khác, mà chính là vậy yêu thần con rối. Làm xong những thứ này sau đó, Trần Phi mặt không cảm giác. Ngửa đầu nhìn một chút bốn phía bất đồng vị trí khu vực, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, tựa như là nhìn thấu thứ gì vậy, giật mình từng trận cường giả chết lặng, hoảng sợ. Đây là hắn cảnh cáo ánh mắt, không dây dưa.
mà ở phát hiện hoặc là tiến lên đón Trần Phi cái này ánh mắt chính giữa cảnh cáo, vậy bốn phía bất đồng vị trí khu vực, ẩn núp cường giả, đều là yên lặng rời đi, ngay cả mặt mũi đều không dám hiển lộ ra nữa một chút. Vốn là bọn họ ngày hôm nay đều là ôm tới xem, Trần Phi là chết như thế nào, được tâm tính, mà bây giờ đâu. Như vậy tâm tính tự nhiên đã sớm tan thành mây khói. Thậm chí thay vào đó, vẫn là mỗi loại thật sâu kính sợ, thật sâu xúc động. Bọn họ không ngốc, dĩ nhiên rất rõ ràng, từ nay về sau, bỏ mặc cái này Trần Phi đến tột cùng là lai lịch gì, nhưng ở cái này Thanh Long Câu chu vi mấy ngàn dặm, thậm chí là toàn bộ Ưng Giản Hạp, thật lớn nguyên vẹn bên trong khu vực. Hắn tên chữ cũng tất nhiên sẽ thành là vô cùng đứng đầu tồn tại, thậm chí, có thể nói bá chủ. Dẫu sao có thể để cho một tôn trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ cũng chật vật rút đi, sát phũ mà về. Trừ hắn Trần Phi, những người khác, vậy thật sự là không người nào. Hừ, gặp những cái kia cất giấu âm thầm con chuột cũng ngoan ngoãn thối lui sau đó, Trần Phi lúc này mới hừ lạnh một tiếng, đem vậy yêu thần con rối thu vào, thân hình động một cái, xuất hiện ở Thiết Sư Tử Nghiêm Chu, Thương Khôn, Lam Kình cùng trước mặt người. Chủ nhân, cung nghênh động chủ. Nhìn gặp Trần Phi trở về, vậy Thương Khôn, Lam Kình cùng với Thiết Sư Tử Nghiêm Chu đều là thần sắc hưng phấn cung kính cúi xuống mình sống lưng. Hướng Trần Phi khom người, vậy thần sắc trong, tràn đầy tôn sùng cùng cuồng nhiệt vẻ. Thậm chí coi như là vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu, lúc này đối với Trần Phi thái độ, cũng có chút không giống. Giống như, hiện nay là chân chân chính chính, phát ra từ nội tâm như nhau. Phải biết, coi như là chính hắn. Ở đó Bùi gia thủ tọa trước mặt trưởng lão, cũng không đủ xem à. Nhưng bây giờ thì sao? Đường đường tránh tránh người đứng ở chỗ này, nhưng là bọn họ. Nhưng là bọn họ động chủ đại nhân, Trần Phi. Chủ nhân, người thật là thật lợi hại, lại có thể liền vậy trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ, cũng không làm gì được ngươi. Đây quả thực, ồ, chủ nhân ngươi sắc mặt thế nào? Không, không có sao chứ. Vậy Lam Kình ban đầu còn hưng phấn hơn vừa nói. Nhưng sau đó, làm hắn chú ý tới Trần Phi trên mặt thần sắc, có chút tái nhợt dọa người, lập tức sắc mặt cả kinh, nói. Ngươi xem ta giống như có sao không? Trần Phi tức giận lật một cái bạch nhãn, chỉ cảm thấy hiện vào lúc này tự thân hoàn toàn là phù phiếm không có sức, trong kinh mạch, linh khí trống rỗng, giống như là hoàn toàn bị móc rỗng như nhau. Động chủ đại nhân ngài mới vừa rồi loại trạng thái kia, hẳn là cần muốn trả giá cao gì chứ? Cái này... Đây coi như là hậu di chứng sao? Gặp Trần Phi trên mặt trắng bệch vẻ, vậy Thương Khôn cùng Nghiêm Chu cũng là sắc mặt chợt kinh ngạc kinh. Vậy Thương Khôn vội vàng muốn đi đỡ, ân cần nói. Không cần không cần, đỡ ta cũng được đi, còn chưa tới loại trình độ đó. Chỉ là có chút mất sức mà thôi, tiêu hao quá lớn. Trần Phi khoát tay một cái, vừa nói, một bên trực tiếp là móc ra trang bị ngàn năm linh nhũ hồ lô nhỏ, hướng về phía miệng đổ một hớp nhỏ. Làm như vậy mặc dù có chút xa xỉ, nhưng bây giờ tình trạng, cũng không quản được nhiều như vậy. Nếu không, tiêu hao quá hoàn toàn, bổ sung khôi phục lại không đạt tới, dao động đến nguồn gốc, đến lúc đó, hắn tổn thất mới có thể càng thêm không cách nào đo lường. Ngàn năm linh nhũ, chú ý tới Trần Phi hướng miệng mình bên trong rót là thứ gì, vậy Thương Khôn, Lam Kình, Thiết Sư Tử Nghiêm Chu ba người cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Có vật này bổ sung hồi phục nói, vậy hẳn là... cũng sẽ không có cái gì đi. Hô, tốt lắm, thoải mái hơn. Đem vậy rót hết ngàn năm linh nhũ thô sơ giản lược luyện hóa một hồi sau đó, Trần Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt hơi lộ vẻ được hồng nhuận, nói. Lúc này, hắn trạng thái nhìn như ngược lại là đã khôi phục, chuyển biến tốt nhiều. Thấy tình cảnh này, vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu nhìn một chút phương xa, vậy Bùi gia các người rời đi phương hướng, lại có chút cau mày tới, ngưng nhiên nói, động chủ. Lần này Bùi gia người mặc dù đi, nhưng nếu là nếu có lần sau nữa, bọn họ người tìm tới cửa, có thể gặp phiền toái. Hắn đây cũng tính là phòng ngừa chu đáo. Mặc dù bọn họ đem Bùi gia người đánh đi, nhưng vấn đề là, đây nếu là kinh động thành U Lang bên kia, Bùi gia chủ mạch phái tới cao thủ, vậy bọn họ chỉ sợ cũng muốn thật phiền phức lớn. Bởi vì làm cho này trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên sức chiến đấu, mặc dù có tư cách ở nơi này Ưng Giản Hạp xưng vương xưng bá, nhưng nếu là đến thành U Lang cái loại địa phương đó, hào cường lâm lập, cường giả tụ tập, thì thật là sẽ có chút thông thường, thậm chí, lơ là bình thường. Trần Phi nghe vậy, thần sắc ngược lại là rất là bình thản,
nói, ta biết, bất quá. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đi, đến lúc đó nói sau. Hắn cũng biết Nghiêm Chu lo lắng, là có đạo lý, nhưng là, như tình hình thật muốn đi vậy một mặt phát triển, hắn cũng không cách nào nắm trong tay, không thể làm gì, cho nên, dứt khoát thuận theo tự nhiên đi. Đây cũng là không có biện pháp ở giữa biện pháp. Hơn nữa, vậy thành U Lang Bùi gia chủ mạch, dầu gì cũng là hùng cứ một phương thế lực lớn. Đi ra khỏi nhà, là có ra mặt. Cho nên, vậy Bùi gia nếu là hơi quan tâm một ít chút mặt mặt, chắc chưa đến nỗi có thể nhanh như vậy liền kéo hạ mặt mũi, phái ra đẳng cấp cao hơn cao thủ, tới Ưng Giản Hạp, thu thập bọn họ. Dẫu sao đây nếu là truyền đi, mặt muốn để nơi nào? Hắn đến bây giờ cũng chỉ có thể là như vậy tâm lý an ủi mình. Nghe vậy, vậy Thương Khôn, Lam Kình một hồi im lặng. Hiện nay, vậy Bùi gia mặc dù đã không cách nào lại cho bọn họ bao lớn áp lực, có thể vậy Bùi gia sau lưng, đến từ thành U Lang chủ nhà nhất mạch chân chính bá chủ thế gia Bùi gia. Nhưng giống như là lớn núi vậy, liên tục đè ở bọn họ ngực, làm bọn họ khó mà thở hổn hển. Hừ, coi như là Bùi gia thì thế nào? Ta tin tưởng chỉ cần lại cho chủ nhân ngươi mấy năm thời gian, coi như là vậy Bùi gia, vừa có thể như thế nào. Hơn nữa, chẳng qua chúng ta còn có thể đi tìm Tuyết Vân Lầu, đây chính là Bùi gia tử đối đầu. Còn giống nhau thành U Lang cao cấp, cường đại hào hùng thế lực. Đi theo liền gặp vậy Lam Kình giận dữ nói. Được rồi, không nói những thứ này. Cái này bây giờ, chúng ta cũng nên đi. Trần Phi lắc đầu một cái. Dư quang khóe mắt quét một vòng xa xôi chỗ vậy dãy nhà dày đặc Thanh Long Câu, và vậy cách đó không xa tránh một chút lập lòe, tới xem náo nhiệt mọi người, bĩu môi, nhàn nhạt nói. Chẳng bao lâu sau, những người này sợ rằng cũng nhận là bọn họ là tuyệt đối chết chắc. Lại dám đắc tội Bùi gia, nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ mình nhưng dụng sự thực chứng minh nói cho bọn họ. Hắn Trần Phi. Nếu muốn từ nơi này Thanh Long Câu đường đường tránh tránh đi ra, vậy thì ai cũng không ngăn được. Vậy không tư cách cản. Nghĩ đến đây hắn đột nhiên lại có chút tự tin đứng lên, nhiệt huyết cuồn cuộn lưu động, nắm quả đấm một cái. Bùi gia, coi như là vậy cái gọi là Bùi gia, thì có thể làm gì? Chỉ cần lại cho ta một ít thời gian, chúng ta thật nói không chừng, rốt cuộc là ai sợ ai đâu. Cho nên, thời gian à, Nghiêm Chu. Nhưng vào lúc này, hắn lại bỗng nhiên mở miệng nói. Động chủ đại nhân. Vậy thiết sư tử Nghiêm Chu vừa nghe đến Trần Phi thanh âm, lập tức thân thể đứng thẳng, theo bản năng cung kính, nói. Chẳng qua là đến khi hắn kịp phản ứng sau đó, chính hắn, đều là hơi ngẩn người, trong lòng có chút gợn sóng. Bởi vì là chẳng bao lâu sau, hắn sợ rằng vô luận như thế nào vậy sẽ không nghĩ tới, chính hắn. Sẽ dùng như vậy một loại cung kính tư thái đi đối mặt người khác à? Trọng yếu nhất chính là, cái này người khác, còn không biết so hắn nhỏ nhiều ít tuổi. Hơn nữa, hắn vẫn là phát ra từ nội tâm, cam tâm tình nguyện à? Đệ ngươi chuyện, đệ ngươi sự việc nếu ta đã đáp ứng ngươi, vậy thì nhất định sẽ hoàn thành cam kết. Ngươi trở về đem đệ ngươi mang tới đi. Đến lúc đó, tới Minh Thần Động tìm ta. Trần Phi lại mở miệng nói. Dạ. Nghe vậy, vậy thiết sư tử Nghiêm Chu trên mặt lập tức nổi lên mừng như điên thần sắc, nhìn Trần Phi, môi có chút run rẩy nói, động chủ đại nhân xin ngài yên tâm, nhiều nhất nửa tháng, ta thì biết chạy tới, ở ngài thủ hạ, là ngài hiệu quả chó mã lực. Hắn những năm gần đây, không biết mất bao nhiêu tâm huyết, làm ra nhiều ít cố gắng, đối mặt quá nhiều thiếu thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, hết thảy các thứ này cũng đã rốt cuộc phải cho hắn có hồi báo. Hắn đệ trên người độc, có biết, chung, rốt cục thì có thể được cứu rồi à. May là thiết sư tử Nghiêm Chu như vậy dương cương người đàn ông, hiện vào lúc này đều là không nhịn được hốc mắt hơi ửng đỏ đỏ. Thấy tình cảnh này, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, lòng, rốt cuộc vào thời khắc này, lâu không trời tạnh, run lên một cái. Loại cảm giác này, tựa hồ hắn thật đã rất lâu cũng chưa từng có. Thật đúng là hoài niệm à. Chỉ cần đệ ngươi còn chưa có chết. Vậy ta liền có thể bảo đảm, ngươi tuyệt đối có thể thấy được hắn vui vẻ nhảy loạn, quật khởi lần nữa dáng vẻ. Trần Phi cười đưa tay ở trong tay hắn Nghiêm Chu vai vỗ lên một cái, rồi sau đó lúc này mới xoay người, loãng cười nói. Thương Khôn, Lam Kình, đi thôi, chúng ta trở về. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp hắn chậm rãi đi bộ, hướng vậy rất xa Minh Thần Động phương hướng đi. Nghiêm huynh,
Bảo Trọng, sớm một chút tới đây ngươi. Thương Khôn, Lam Kình liếc mắt nhìn nhau, liền gặp cái trước hướng Thiết Sư Tử Nghiêm Chu giơ tay lên một cái, nhỏ giọng nói. Lúc này mới xoay người đi theo Trần Phi bước chân, cũng là rời đi. Đường đường tránh tránh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 66.